Là Phật, hôm nay ngày 13 tháng 4 thứ bảy, mấy thầy trò lạnh quá. Bữa nay nhiều độ ở núi Thiên Long Sơn ta. Bữa nay 45 độ, 45 độ Việt Nam là nhiêu? Tổ ra Việt Nam là nhiêu độ? 46 độ, hiện giờ là 46 độ. Mà trên núi khoảng 40 độ của Mỹ. Trên vết Việt Nam là nhiêu độ con? Con quay chị Yến. Dạ. Chị quay. Hôm nay ngày 13 tháng 4, núi Thiên Long Sơn khoảng 40 độ. Ép thầy trò lạnh quá, chui vô đây uống nước trà, ăn cơm. 7 độ C. Khoảng 7 độ C, hiện giờ khoảng 7 độ C, hiện giờ. Trời ở ngoài cũng ưu ám, không phải mưa mà lạnh 7 độ C. Thì có duyên mấy thầy trò ngồi đây ăn buổi cơm mì. Đó là mì xào tàu hũ với ăn bánh donut của Mỹ. Ở Việt Nam mà ai mà làm bánh này cũng giàu á. Thì cái bánh này sáng uống cà phê ngon lắm, mà người Mỹ người ta quen rồi. Tôi lớn lên ở Mỹ từ nhỏ cho nên ăn sáng donut với cà phê đen phải không? Tại vì người Mỹ người ta khác hơn Việt Nam. Việt Nam uống như gì Phúc Long hay là Vũ gì á, Trung Nguyên gì đó. Thì cà phê đậm ngọt á, uống phê phê phải không? Còn này Mỹ người ta uống cà phê lạt lẽo, đắng. Cái ta ăn bánh vô rất là văn minh mà bình thường, không có bị ép tim á. Trời ơi, uống cà phê Trung Nguyên vô ép cho chết. Phụ sợ mấy cái ép tim lắm. Tại vì chị Phụ là chicken mà thỏ mà gà mà trứng rồng chưa có nở, cho nên còn lăn chết ngát lắm. Để rồng nở ra đi rồi sao cũng được. Nên trứng rồng chưa nở cho nên ăn đá qua đá về đá kiểu nào cũng được, nhưng mà rồng vẫn là rồng. Không có nở thì trứng gà được rồi, chắc sữa nở rồi hả? Thì mấy trò có duyên ngồi đấy nó có cái ăn bình thường mọi chuyện vui vẻ. Hôm nay chỉ có hơi lạnh thôi, không biết mấy đệ tử trên núi đọc kinh chút nữa xuống hả? Con đã thấy nhé, những lời của mấy vị nói có nghìn năm nay á, tháng 3 vào tiết thanh minh, nghe là tháng 3 đúng không? À, cái gì bên nào lâu ra cái bài đó nhìn xem, cái bài của Thánh Mẫu là tháng 3 vào tiết thanh minh. Thì bữa nay ông thấy là nhật thực cũng là tháng 3, hiện giờ là mùa thanh minh, rồi Bắc Hàn, Nhật, còn thấy thêm Mỹ. Bữa nay là Tàu, sáng nay tôi thấy tin tức là kéo quân ra ngoài đó quá trời nè, đang sắp sửa nghênh chiến với Bắc Hàn. Thế giới này khi nào mà đói, khi nào mà không còn ai nói ai nghe nữa thì là gì? Nghĩa là dùng vũ lực thôi, cũng giống như nhà mình vậy đó. Bị hết ý hết lời với người chồng đó. Thì phải là bắt đầu giật. À, tâm lý trước phải không, im trước phải không, dọn cơm đẩy cho chồng ăn, nó không ăn nó là cái mình đi vô phòng phải không, người ngủ giường, người ngủ sofa, thì mấy cái hiện tượng nó sẽ xảy ra trước. Rồi xong lúc đó cái bắt đầu tới cự xong bắt đầu lên tới vỏ mồm phải không, vỏ mồm không được nó là hét phải không, là hét không được rồi bắt đầu nổi xung thiên lên, đập cửa, đập chén, đập đũa phải không. Thì chiến tranh nó cũng y như là gia đình chúng ta vậy đó. Lâu nay là đã qua hết mấy động tác đó rồi, bữa nay là bấm nút rồi. Thế ba, màn chiến thế ba. Tháng 3 vào tiết thanh minh nè, cõi âm giác mở phong linh ba màn. Thế nghe là bữa nay, vô đây mà đi xa, ngồi ăn cơm nè con. Lâu vô đây cho nó ấm, ngồi ăn cơm. Thì con thấy bữa nay là Tết thanh minh của Việt Nam mình á, tháng 3. Ngày xưa chị nói mà
rồi cũng cùng một lúc chiến tranh, thằng A Răng bữa nay là sắp sửa nó đem 100 cái vàng quả tiễn, nó sắp sửa nó nẻ do Thái. Thì con thấy là cái bài này là đúng, hồi tuần rồi cái hội kêu mấy đứa nó bỏ cái bài này lên á, tháng 3 giờ tiếng tinh minh đi chang luôn. Tháng 3 giờ tiếng tinh minh, cõi âm giác mở, phong linh ba màn nè, khinh thiên đột giác tràng phan nè, đông du hải hội trời ban phong thành, tức là phía mình đông á chiến tranh á, trời ban phong thành, bắc hàn lục quốc phân tranh. Sáng nay Trần Nhật Phong có nói là tàu Nhật tàu Mỹ Nam Hàn bắt đầu tạm mấy tàu hải quân lắm, tàu chiến của ba nước bắt đầu kéo binh ra, kéo ra rồi đó. Bữa nay Bắc Hàn lục quốc phân tranh, chiếu binh sĩ bại, Nam phần định phong. Bắt đầu sẽ hết nói bằng miệng được là phải dùng vũ lực phải không? Lúc đầu honey rồi ăn cơm tối rồi đinh nờ rồi bây giờ là dẹt luôn, chén đũa rồi khoan rồi bắt đầu xối xả là làm nên chiến mà giờ đây ăn cái nào đến nào ăn được gì chứ ăn bắt đầu Bắc Hàn lục quốc phân tranh, kêu binh sĩ bại, Nam phần định phong, sợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm vì đảo ngã lòng mà đi, lưỡi bò cắt ngắn tư duy. Nói chung là bài này nó vậy đó, sắp sửa lưỡi bò nó cắt ngắn. Mấy em gài á, mình sau cái sàng lọc của họ Thiên chúng ta bề trên mới chọn, tại vì khi hụ rời khỏi Thiên Long Sơn á, phải những ai là người bảo quản núi, ai là người thập tâm với núi. Thì bữa nay mình đã qua 8 ngày. Ngày đầu tiên á, sư phụ là với anh Bắc, với chị của sư phụ Lãnh Mẫu Liễu Hạnh, với mấy chị dị đông lắm, họp ở trong này. Mấy chị nói 100 triệu dân á, đang chờ thái tử về không lo. Lo chuyện lắm cẩm mấy chục đệ tử lao nhau đại khái bị mấy gì la. Cái là sư phụ sắp sửa đi trời cõi Thiên Long Sơn, đi về nước Việt Nam là 100 triệu dân đây không lo, mà lo chuyện của mình. Rồi cái mấy vị còn nói là đi cán bộ mà nó đặt công vô 5 năm nay trên núi mình á, nó quay hả, nó quay từ lúc mà đi tiểu thì tiện nó quay cái gì nó cũng quay, hỉ mũi nó cũng quay, nó sẽ làm một cái cuộn phim để nó bôi nhọ danh dự của thái tử, mà không phải chỉ riêng thái tử, chỉ là tất cả luôn, con rồi nó quay luôn mắt nữa. Nó quay everybody, rồi đó là một cái vũ khí cuối cùng. Khi mà những cái ác sẽ qua, đảng cộng sản sẽ sụp đổ, thì nó không có muốn phụ về nước thì nó phải làm mỗi cuộc phim dài vậy đó. Cho nên mình sắp sửa có cuộc phim rất là hay, thưa đang chào đón. Thì ngày đó là ngày nó tuyên bố là nó thua chúng ta, nó thua cha rồi, cha tính đúng chứ nó tính không có đúng. Thì là cái vũ khí đó là vũ khí cuối cùng của họ, đó là những cuộc phim mà nó bôi nhọ đó. Thì tiên truyền mà cộng sản nó chỉ có cái miệng thôi chứ đâu có gì. Thì mà cái quan trọng nhất nó không phải mà riêng mình sư phụ nha, nó quay hết tất cả. Tại vì ví dụ như con Mỹ Liên hay Yến hay là anh Bắc hay là anh Thương hay là anh Thu Ba hay là con Thu Ba hay con Sương hay con Thị Trang, mà một đứa thôi mà làm tầm bậy nó cũng quay rồi là đấm. Ờ tụi mày là Thiên đúng không, tụi mày họ Thiên đúng không, là đánh sập Thiên Long Sơn. Nghĩa là bất cứ người nào. Cho nên đó là lý do tại sao cái bài thi mấy tuần nay là vậy, không phải riêng mình sư phụ mà chung hết. Thì nó đang làm cái cuộc phim, nó đã làm gần xong rồi. Gần 5 năm nay một người như sư phụ mà lên trên mạng truyền thông mà nói chuyện, rồi chấp nhận cho nữ cán bộ sát bên nách mình gần 5 năm. Thì con nghĩ bao nhiêu chuyện mà behind the scene mà nó không quay lén và thâu băng lén thôi, hiểu không? Có sư phụ chấp luôn, bình thường thôi. Cái quan trọng nhất là 1000 gái mà ở yêu sư phụ hay gần sư phụ, mà cái lòng của sư phụ là cái tim của sư phụ là kim cương, sư phụ không có gì thì đâu có gì. Từ nhắn tin hay là từ lên xe sư phụ, sư phụ có điều luật 3 đứa mới được lên xe sư phụ, ít nhất là 2 đúng không? Hồi xưa giờ cái luật đó còn bao nhiêu 7 trội sư phụ né mìn
đủ kiểu. Chỉ có cái là cái tâm của hàng đệ tử các con phải vững như bằng thật, phải tin cha, tin mẹ, tin Đức Phật để mình mới là hoàn thành sau cái nhiệm vụ này. Nó chỉ là một cái bài thi dở lòng chút chút thôi, có thù không có gì hết. Nhưng mà có những chuyện như Hồ làm á, là Hồ cần phải nhẫn nại, còn phải đúng thời gian. Hồ nhịn cũng 5-6 năm rồi cũng biết không, nhưng mà Hồ không biết lúc nào cần phải làm gì. Hồ bị hàm oan, giống như mà thường thường đứa nào mà khôn á, mà để ý những cái lời của Hồ nói giống gì nè. Giống như ngày nhập thất, thì Hồ nhập thất 2 tuần, thì Đức Thầy về nói chuyện. Lúc đó Hư Tổ nói chuyện, con á, sắp sửa bị hàm oan á, con chỉ cười thôi, y chàng đó không? Mấy con coi đi, cái lúc mà thường mặc áo chàng ngọn đó, thì mấy vị nói sao mình nói như vậy. Rồi cái bữa cha, ngày lễ mình cũng buổi buổi mà 19 tháng 2 á, cha cũng dặn tất cả mấy đứa con phải có lòng tin, tin sư phụ với tin cha, một đường mà mình đi thôi. Đó thì tất cả mọi thứ, nếu mình nghe đó, từng mà nghe clip hay là có những cái clip thù đâu có bỏ lên kênh chính là document, thì giống như lâu lâu bỏ lên nó để cho hậu thế review lại thôi. Còn mấy kênh chơi như quay thêm rồi đó, thù ít nó dòn lại đó. Tại nhiều quá thù không có manage nổi, cho nên từng rồi thì mấy đứa nó quay thì bỏ lên thôi, nhưng mà cũng có nhiều người biết. Còn lên trên sư phụ á, là cả thế giới. Tại hiện bây giờ á, bên Trung Cộng hay là những cái Phật giáo hay là Công giáo hay là Cao Đài, những cái đó người ta chỉ biết kênh sư phụ thôi. Người ta download xuống những cái đó để người ta học hỏi và lấy information. Tại sao 5 năm nay có hơn thằng nó mặc đồ đời mà nó nói gì cũng trúng, đúng không? Thì nó nói nó là thế này thế nọ, rồi người nhảy tái sanh thế này nọ, họ phải nghiên cứu. Thì cái kênh sư phụ là để cho những cái người đó họ làm tài liệu. Còn kênh mấy con á là giống như một cái announcement vậy đó, một cái thông báo. Đối với hụ là như thế nào từ đầu tới ngày hôm nay cũng vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Còn tâm của sư phụ công dạy dỗ biết nhiều đứa. Đây là Tiên Văn, đại tử đại tỷ tỷ đầu tiên của Hoa Thiên. Và có làm sai làm đúng cũng là suốt đời cũng là đại tử sư phụ. Cũng có lúc làm sai, hôm nay đúng. Cũng làm sai mấy năm á, giờ mới quay lại. Rồi có những lúc trước á, cũng bị mấy đứa hiếp đúng không? À đại tỷ mà bị em mình hiếp. Đúng không? Phải không? Quá trời lắm. Thì nó có đại đi rồi không sao. Thầy trả lời thôi sư phụ. Bây giờ nó là cuộc đời của tu hành chúng ta đó, mà không có thử thách thì nó không gọi là tu. Không có bài thi thì không gọi là đi học. Nếu không có bài thi của mấy tình rồi sư phụ đâu có biết đứa nào như thế nào. Con hiểu không? Mà thí dụ như sư phụ không thương á, thì sư phụ đã lên trên cái đài này sư phụ tuyên bố đứa nào cái gì cái này chuyện nội bộ chút chút. Tất cả sư phụ vẫn thương ăn thì chen hẹn xương, sư phụ cũng vẫn bình thường. Sư phụ nói qua 3 ngày là quên mà cũng ngon á. Về nếu mà đừng có còn cái ngã đó thì sám hối đi, cũng vẫn là cái cổng liên sân vẫn mở, sư phụ vẫn mở rộng vòng tay. Anh Bắc, anh mới về nhắn tin nè, anh đang bận, anh làm chút cũng lên. Sư phụ anh Bắc vẫn là bình thường, không có gì hết, có hiểu không? Nhưng mà với cái một người lãnh đạo như hụ vậy, khó mà có thể chiều được. Mình có 5-7 nghìn đệ tử đó, ở Hải Ngoại, on này off, cứ tới lui hàng ngày, gần 7 nghìn á. Rồi ở Việt Nam mấy chục triệu người. Một người như sư phụ mà mấy cả vùng này của mình, đệ tử gần nhất là gần 100 đúng không? À mà làm sao sư phụ làm cho 100 đứa ở đây mà nó hiểu được sư phụ? Đứa ở trình độ như vậy, đứa ở trình độ như vậy, đứa như vậy, rất là khó. Một đứa thì nghi sư phụ, một đứa thì thương sư phụ, một đứa thì không có tu, một đứa thì biết tu, một đứa thì nói chung là đứa nào cũng là người tốt hết. Cho nên rất là khó. Khi mình đã thương cha thương mẹ thương thầy mình rồi thì mình cứ nhắm một đường đi. Hồi xưa có ông Châu Lợi Bàn Đà đó,
ổng rất là bình thường, nhưng mà một lòng ổng ổng không có suy nghĩ, ổng không có gì hết, thật nói gì hết là ổng cứ làm đúng và ổng thành thật. Còn Bồ Đề Đạt Ba hay là những cái người mà lý luận hay là nghi ngại nhiều á, cuối cùng và bị rớt. Này đang ăn mà nói clip, ăn nói kiểu này đâu ăn mà ngưng á thì clip này nó chưa nhiều chuyện nói lắm, nhưng mà đại khái là rồi gấp gì anh em thì mấy con cũng ở đây này, cái gì nói 100 triệu dân ở bển đang chờ cho hụ ở đây, mấy con phải qua cái này gọi học hỏi thương nhau đoàn kết. Tôi chỉ biết một điều này, cái khúc này quan trọng, từ đây cho tới long time, rất là lâu luôn á, dùng chữ rất lâu thôi con, tại chữ cũng quan trọng lắm, sao nó cắt khúc nó nhắc tới nhắc lưu hoài. Từ đây, từ hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2024, Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ, Thiên Long Giang rất là lâu sẽ là sóng lặng gió im, không còn gọi là giống như bữa giờ nữa, con hiểu không? Là tự vì đó nó có cái nguyên nhân của nó, mà cái lúc trước giờ mình bị như vậy là nó cũng có cái nguyên nhân, cái gì nó cũng có cái tốt và cái xấu của nó, chỉ có những người lãnh đạo mới biết được thôi, giống như Hùng mới biết được mà không khó giải thích ở đây lắm. Thì Thù chỉ biết được từ nay Thiên Long Thổ, Thiên Long Giang, nhà nhỏ, nhà bự Thiên Long Thổ sẽ rất là im dịu, không còn có chuyện gì hết. Everybody sẽ smiling every day, sẽ vui vẻ. Thì con nè, con kêu hết nhóm đệ tử, em của con đó là mấy đứa hồi xưa giờ về hết. Thì Linh, Văn, đó, mấy đứa hồi xưa. Tại tôi nói ngày xưa qua đây nó học nhiều. Con nó đang quay á. Thì đứa, tất cả đứa nào cứ là họ thiên thì làm cái núi này là của chung, ai cũng có thể là chủ của núi này hết, miễn họ thiên là làm chủ. Bây giờ là chủ chính là ai ta? Mỹ Tiên nó bài sáng lên này đọc kinh được mấy người đang vui chỗ nào không biết à, bài sáng lên chứ đọc kinh nhỏ xiên dễ sợ lắm, không biết nó xiên được bao lâu. Hồi xưa nó cũng xiên lắm, cậu nó nghe anh đi mấy gia đình đó đọc mấy năm đó không, mà giờ cả năm nay nó bỏ cuốn kinh, nó không thèm đọc. Đấy, xưa dù nó đứa nào mà bền gan bền trí mới là số 1. Còn có một khúc rồi là, không biết là nghe đi về trời ấy, cũng giống như con học từ mẫu giáo mà ra đại học rồi còn phải đi học nghề thêm mấy năm nữa, phải bền gan bền trí, mà không bền là chuyện về cũng hơi khó. Ok, tắt rồi để thua ăn xong rồi nói tiếp, mình chút rồi con nói lại để cái này nó nguội lại. Biết nói gì đây 7 độ C lạnh quá. Lạnh quá nó cứng lưỡi luôn không mới nói. Nay nói sao lạnh dễ sợ. Khép lại hay hơi đi. Ôi trời ơi, tưởng nó bộ xương rồi. Việt Nam qua ở đâu? Tỉnh nào? Dạ con ở tỉnh Bến Tre. Bến Tre. À, chứ cũng ở Bến Tre. Bây giờ nhớ con tên gì? Châu Thành, con tên Ngò. Ngò hả? Chứ không phải Hành hả? Là Thiên gì? Thiên Thị Ngò. Thiên Thị Ngò. Dạ. Con thiên là 2000 tới giờ. Con để cho đi về anh em. Bước vô bên trường nó làm khó mệt. Dạ. Thiên Thị Ngò, còn chứ hộ tên là Thiên Thị Hành. Đó, bà già đặt vậy, cứ để vậy luôn. À, Hành Ngò. Dạ. Mấy giờ quê đặt tên Ngõ, nhiều lúc đặt tên. Chỉ là bạn của anh mua mấy cái cục.
lên núi diễn qua. Ờ, vậy có bằng thiên thần lắm, linh lắm á. Dạ, bữa có con gì nó về đó là chỉ đi theo qua liều đi luôn cho linh á. Nói con thiên là nơi linh thiêng của nước Việt trong lúc này. Dạ. Bây giờ thí dụ như bà Trương Mỹ Lan mà bữa nay có án tử hình phải không? Tại nó giết người diệt khẩu phải không? Mà bả mà muốn thoát chết á, kêu con bả lên điện thái ông thiên á, đặt bàn khấn xin là sẽ qua. À, mấy cái nhân vật này chỉ có chờ cho hụ về cứu là ngoài cho hụ ra không ai cứu nổi mấy người này hết á. Mà lòng lửa cũng vậy. Hụ nói trước mà. Thời tận thế khảo. Con lên bữa 16 con cúng ở tan tại vì hồi năm rồi như con cúng 16. Cái hỏi ý là 16 rồi con lên cúng lên gặp cô Linh. Rồi con nói cái con muốn đi năm rồi mà con đâu có đi được. Mình quê mà đâu có đi được. Cái cỡ nó có giải. Cái con theo con luôn. Nay qua bữa nay hai bữa ba bữa rồi. Ở nhà cô ngon hả? Dạ. Cô Loan chở lên đây. Nghĩ là khôn á. Xin sư phụ và chị Lý Thị Hương hỏi chị Linh làm công quả. Linh là công quả. Má con tên gì hù anh? Sinh. Thiên sinh á. Lên đây gần như gần 5-7 năm rồi không? Cứ lại tối ngày cứ gục lên gục xuống á. Rồi sắp thành bà tiên rồi. Cho nên cái đó sẽ thành bà tiên xong, bây giờ con làm bạn với bà tiên còn tại thế thì cái bà tiên đó sẽ dẫn con đi đường á. Tại người mà đi vượt biên được, mình biết đường vượt biên á, dẫn lên. Má con đọc kinh nào, tụi con đi làm chỉ ở dưới đất chỉ đọc ba kinh nào với sư phụ. Dạ. Con với tụi con có nhà đọc ngày 2 lần, 1 lần 2 lần lúc nào cũng vậy, không có bỏ. Hồi năm mà sư phụ ra kinh tới giờ không có bỏ. Dạ. Giờ mới có phước ngồi đây nè. Không phải ai mà dễ gặp được sư phụ đâu, ở Mỹ nữa. Sư phụ cho con ở với Thiên Long Thảo, con lên đây cúng mẹ, rồi con làm công quả tới ngày con về. Ủa Thiên Hải đâu ta? Thiên Long Thảo sư phụ không có điều khiển, có Thiên Hải, con hỏi Thiên Hải. Dạ. Thiên Long Thảo có 2 nhà, cái nhà nhỏ đó, thì 7 chỉ huy, phải không? À, còn cái nhà bự thì Hải sư phụ không có nói yes hay no, hỏi hai người đó. Dạ. Sư phụ nghĩ là Hải sẽ ok. Dạ. Hải là everything ok. Tại nghĩ chỉ ở Hải là dễ lắm. Bảy cũng là everything, bảy cũng sẽ ok. Cô biết cô làm không vậy? Cô à, này đại tỷ. Cô nguyện mà đây là cái sắp sửa dọn dẹp ở chỗ cái chỗ ở dưới đó. Cái gì mà con với cô. Cho nên Thiên Bảy với Thiên Hải là everything ok. Sư phụ cũng everything ok. Chuyện có động trời động đất, có sập trước mặt sư phụ cũng cười he he, everything ok. Thì nó cũng là ok đúng không? Không ok cũng không được. Nhưng mà đối với sư phụ không có gì mà không ok. Xuống trần này chẳng có cái gì là của Thiên Đấng Kiệt này hết. Chỉ là một nhiệm vụ đóng một màn phim thì phải cho đáng một cái vai chính thì đóng đáng vai chính, vai phụ thì đóng đáng đúng vai phụ vậy thôi. À đóng xong rồi đi về bye bye nghe, cái thế giới ta bà này ô trượt tâm chúng sanh chập chờn nhiều màu nhiều sắc này họ thấy thì học hỏi mà. Cái này là một cái trường lớp này gọi là trường lớp đáng phải học nhất hơn tất cả các trường lớp trên thế giới này. Giờ con học cái trường lớp thành ra phi hành gia nữa cũng không bằng học cái trường lớp ngay cái nơi này. Cái trường lớp mà đọc kinh Thiên Tâm, cái trường lớp mà học để rọi rửa cái linh hồn mình, cái trường lớp mà để học mà về trời á, làm con người mình phải học làm thần, làm thánh, làm Bồ Tát về trời. Chứ không có thể nào mà mình cứ lo đi kiếm tiền, ăn người ngủ rồi ăn sân người si rồi bảo thủ, ái người thủ, thương gì quá mình thủ. Rồi cuối cùng mình cứ lăn hồi trong cái lục đạo này mãi. Thì sư phụ là người xuống đây để chỉ một cái công thức mới. Đó là đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo. Đúng đời là như thế nào? Đúng đời là chúng ta cứ đi làm bình thường,
lên chức lên lương. Và đồng thời chúng ta khi vô việc làm đó, mình không có ăn gian giờ của chủ. Cái nào đúng overtime thì mình overtime. Có nhiều người assembly vô á, cố tình làm chậm lại cái lấy tiền overtime. Cái đó là không có đúng cho họ thêm chúng ta. Và ví dụ như mình làm nghề giữa neo thì mình để cái giá trước cửa nhiêu thì mình ăn đúng nhiêu. Thấy người ta giàu để học sòn bự chặt người ta cao, không có lên. Cái gì đúng cái đó, nghề cho đúng nghề, thợ cho đúng thợ, làm vợ cho đúng làm vợ, làm chồng đúng làm chồng. Rồi chúng ta không có đời thì tiên mà chúng ta là thiên đạo, khác hơn Phật đạo, khác hơn những cái đạo khác. Chúng ta là đạo thờ, chỉ thờ một vị duy nhất, đó là Độc Giác Thần, đó là Thượng Đế. Bên Công giáo cũng thờ Thượng Đế, nhưng mà họ không có biết cái linh hồn luân hồi sanh tử. Thì họ là lớp trung học đi, mình là đại học. Thì hôm nay cái Thiên Tam là nâng cái cấp của bên Thiên giáo lên. Mình không có giống như Phật giáo, tất cả buông bỏ, u rũ. Mình không có ba chiếc xe, rồi chiếc xe thứ tư người ta xin mình không cho là mình phá giới. Mình có 4 chiếc, rồi của tôi 4 chiếc, vô có giỏi vô đi làm, đúng không? Thì chúng ta khác hơn, rất là khác xa. Và chúng ta tin là cha của chúng ta là Thượng Đế, là người ban ra cái chân linh, là cái tánh khôn, cái thần hồn của chúng ta. Mẹ của chúng ta đứng đó là cho chúng ta cái vía, cái bóng, bóng là gọi là bóng ma. Thì hai cái thể đó cùng với cái thể của con người là họ Nguyễn họ Trần, tức là cha mẹ ruột của mình á, sanh ra cái này là mình mượn cái bào thai mình chui ra thôi, mình đừng cho đó là quan trọng. Cũng quan trọng, mình phải trả hiếu, tại không có bào thai mình không có thân người, không có thân người lấy gì học. Bây giờ con làm con ma ba vòng vòng á, con ma đâu có tiền đâu đi làm từ thiện, mình sao biết con ma này tư bi hay không? Mà con ma có ai nói con ma giàu đâu giờ, con ma nghèo, con ma đói, con ma lạnh, con ma khổ, đúng không? Đâu có ai nói đâu. Còn chúng ta có thân người, chúng ta có cơ hội làm tiền, thì chúng ta có cơ hội để chia sẻ đồng tiền chúng ta để mà làm cho cái tâm chúng ta buông bỏ bớt sân bớt si. Thì đó là cha với mẹ là hai vị tối cao nhất trong vũ trụ, có quyền thưởng và có quyền phạt. Đạo Thiên chúng ta là đạo sau này sống ở đời phải giàu có, phải làm một người lỗi lạc, phải giữ tứ trọng ăn, đó là ân trả ơn đồng bào tổ quốc. Và chúng ta phải trung thành với quốc gia của chúng ta. Chúng ta phải biết cái chuyện gì xảy ra quốc gia chúng ta. Chúng ta phải biết lo khi chúng ta làm chức cao, chức lớn không có được tham nhũng. Rồi chúng ta mới tu. Chứ không phải chúng ta thấy cái quốc gia mình nghèo khổ rồi bỏ mặc kẻ ác ăn hiếp giống như là rắn, để rắn bê trứng gà vậy đó. Không có nên. Rồi từ đó chúng ta mới tu thành Phật được. Chứ còn mình, còn những cái bên kia, bên Phật, họ nó là cái đó là nghiệp, cũng có nghiệp. Nhưng mà nghiệp nó mà mình thấy cái xấu mà mình không có chỉnh đổi là mình cũng có một phần không đúng. Thiên tâm là thiên là trời, tâm là Phật. Pháp thì pháp Phật, một cái công thức Phật. Nhưng mà thờ thì thờ trời chứ không có thờ Phật. Đó là đạo Thiên Tâm. Thì nó mới thống nhất được cái thế giới này, lưu truyền nhiều nghìn năm sau khi sư phụ về trời. Sư phụ là con của cha, là người duy nhất ở cái quả địa cầu này sống hai thế giới, tiếp xúc được hai thế giới, sinh hoạt hai thế giới cùng một ngày, cùng một giây phút. Sư phụ là người rất là đặc biệt. Lời nói sư phụ không bao giờ nói cái gì gọi là giọng ngôn, hành động cũng vậy. Hành động, lời nói, suy nghĩ đều là có lợi cho nhân sinh không à. Chỉ có nước Việt có phước, sư phụ nói tiếng Việt. Nhưng mà thật sự vô đầu thai xuống thế gian này là cho cả cái quả địa cầu này. Những gì sư phụ nói 5 năm nay, từ từ biển đông dậy sóng, đối chiến màng 3, Trung Cộng chia 5 xẻ 7,
chiến tranh sẽ lan ra từ Trung Đông và tới Á Châu, nước Việt sẽ thay đổi một cách màu nhiệm. Nước Việt sau này sẽ có vua và dân sẽ có tiếng nói, sẽ có hội Long Hoa, hội Diên Hồng, hội Anh Tài. 6 triệu người Việt Nam lưu vong khắp hải ngoại, thường Đức Thầy gọi là 6 triệu chim hiền đó. Bà trên kêu là 6 triệu chim hiền không à, mà chậm đó thì thật cũng thấy có chim dữ nữa đó, chứ không phải hiền không đâu. À, này, thì mấy vị nói là 6 triệu chim hiền này á, gửi ra hải ngoại để học khôn, có chất xám, đó là tài nguyên phong phú của quốc gia. Sau này để mà giúp thiên tử về gây dựng lại một thành một cường quốc, tại vì ở khắp năm châu đem kiến thức của năm châu về thì ai đâu chịu nổi. Trời ơi, lúc đó thế giới nó quỳ nó lại. Thế giờ người bên Úc đem chuyện giỏi bên Úc vô nước Việt, người bên Anh đưa vô nước Việt, người bên Na Uy, người bên Đông Đức, Tây Đức, người bên Mỹ, người Cali, người New York, 6 triệu người, mỗi một người đem về chỉ cần 10.000 đô la thôi, mà cứ đi vô đây ra, tự mình làm một cái nền kinh tế khổng lồ của mình rồi. Chứ đừng nói thằng chi mà mấy thằng Mỹ nó chạy theo cả mình là có chắc xám chắc khôn, mà mình là 6 triệu ở Mỹ nữa, mình còn hơn, mình được phước hơn người Do Thái thời xưa gấp vạn lần. Thì cái đó không phải là ngẫu nhiên mà có, đó là do cũng là cha sắp đặt chúng ta mới ngồi ở hải ngoại này. Ngày xưa đó, ngày mà sư phụ còn lặn hụp ở ngoài đồng mà ruộng, năm 1979, đen như miên, trời, nhìn không biết thằng này là người Việt Nam, tại vì tối ngày trời mưa, cũng có quần sờ lõn ở trần, mà cái áo nó ướt, nó nhiễm ướt bệnh sao, ở trần quần sờ lõn cấy nè, không rồi biết gặt lúa nữa nè, không rồi cứ tối ngày ngoài đồng vậy đó, mưa nắng gì cũng vậy, không ai nhìn ra sư phụ là người Việt Nam. Rồi cái có một ngày buổi chiều đó, cái má của Sát Phàm nói ờ anh con đi vượt biên rồi, con đi không? Nó nói má cho con đi, con đi. Thì từ đó thì mới đi xuống thiền. Nhưng mà cái đó đâu phải là ngẫu nhiên đâu, lỡ như cái buổi chiều đó mà sư phụ đi cái đường khác bên Hồng Hè, hay là hoặc là sư phụ không có nghe cái đúng cái khúc mà má sư phụ ngồi nằm võng mà khóc và hụ hụ, tại ông anh nó mới đi chừng mấy tiếng à, thì bà còn khóc, thì cái sư phụ đi ngang cái võng mới nói ủa sao má tự nhiên khóc vậy? Thì bà mới ngồi bà kể, chứ bà mà hút cái khóc á sư phụ cũng không có ngồi đây nữa. Rồi bà có mà sư phụ có đi trước hơn cái đó một chút, cũng không có ngồi đây nữa. Thì ngay lúc bà khóc, tại vì trong nhà đó chỉ có hai người đàn ông duy nhất, đó là anh lớn sư phụ, đi tới sư phụ thôi à. Bây giờ hai người đàn ông đi rồi, toàn làm sao ai mà giúp gia đình. Thì cái nhà nhất định là không cho sư phụ đi vượt biên mà. Thì ngay lúc đó không biết ai khiến mà hỏi câu đó. Đó chắc cũng mẹ khiến. Thì sau này mẹ mới nói, con á, mà ta mà không cho con đi ra khỏi nước Việt á, con sau này cũng lớn lên trong một cái xã hội đó, cũng là một người rất là lỗi lạc, gọi là tướng hay đại tướng, nhưng mà rồi con cũng sẽ như họ, tại vì con sống chung với cá mập không, con cũng phải thành cá mập bự đó con mới sống nổi. thà đi ra hải ngoại mình làm cá lê the quá không, mình hiền hiền như thế, cá khoi quá không, cá rồng à, làm cá rồng đỏ. Thì lúc đó, lúc mà mẹ nói là con là thiên tử, con có sứ mệnh, con sau này sẽ giúp nước Việt, lúc thời đó mẹ cho con đi xuống thuyền vượt biên để mà giữ cái xác phàm của con, rồi sau này mấy chục năm sau con lớn lên đúng ngày đúng giờ con lập đạo rồi con đi về nước Việt. Trời, mẹ kể sư phụ nghe rồi giống như là phim vậy đó, ly kỳ quá. Sư phụ đâu có tính, kỹ sư ở Mỹ lớn lên mà sư phụ nói tiếng Mỹ như gió, học high school ở đây, sư phụ ở Mỹ học lớp 8 nghe, rồi học hết trung học, hết đại học, sư phụ không có giống người gì hết, chơi bạn là nói tiếng Mỹ không, sức mấy tinh y như mấy kiến cận vậy đó, giờ cận thiệt. Nhưng mà thời đó thôi, thì sau này em Đức Thầy cũng tới nói, cái chị cũng tới nói, rồi ông trần ngài trận đạo mấy nhiều gì nói hoài không tin. Người Đức Thầy cũng về khuyên nói là con là nhịn vậy, đến khi mà cho hụ giàu lên rồi muốn đi tu thì mấy gì không cho đi tu,
chưa có trả cái nghiệp cho nước Việt xong làm sao đi tốt. Rồi cái bị bệnh, không tin mình là người như vậy, bị bệnh. Thì đến hết bệnh rồi bắt đầu mới tin. Cái mấy gì mới kể à, kể một đống câu chuyện mà trên đời này chứ mình chưa hiểu biết. Có phải ngày đó không là bị cái đó không? Con chết bao nhiêu lần này đúng không? Rồi lúc đó làm gì? Mấy gì coi cuộc đời thì hữu y như là cuốn phim review lại phải không? Cắt ngay khúc này một cái, co lại. Phải vậy không? Đúng. Con về không? Đúng. Rồi cuối cùng sư phụ mới tin. Thì nó mới có ngày hôm nay. Cho nên bây giờ người ta không tin mình. Đó là chuyện bình thường thôi. Cả bản thân sư phụ ngày xưa cũng không tin. Đó là mình nói về mấy 20 năm trước. Chưa nói mấy bác hồ từ năm 79 đã lặn hợp đi tìm sư phụ. Mà tới ngày hôm nay mấy ổng mới tìm được. Chân mệnh một thiên tử không phải bình thường. Và chân mệnh thiên tử không có thể nói trên ngoài công chúng tôi là con trời được. Đến lúc nào nói thì phải nói để cho người ta hiểu. Nhưng mà lúc nào giấu thì phải giấu. Cả bản thân mình không biết. Đến lúc mà Hòa Thượng Thắng Quang làm cái buổi lễ có video á, bắt đầu giống như mở cái password ra, thì lúc đó sư phụ nó có 7 dòng hào quang lên, thì lúc đó sư phụ mới thành người khác. Thì lúc đó đó, hiện giờ mình ngồi đây thì trên trời nó giống như có connection wifi gì đó chiếu xuống, còn con nãy đang ngồi đây trước mặt như đây mấy chục người ở đây phải không, thì nói gì trên nghe. Còn hồi xưa cứ siêu lại, cứ cho là người bình dân, không ai biết ai hết, ma quỷ cũng không biết. Ma quỷ nó biết nó giết sư phụ từ nhỏ làm sao, trong tâm linh nó có cái đó, mấy vị nói mà. Đến ngày đến giờ mới mở cái password ra, cái bật mã mà. Thì từ đó nó mới lên tới 36 tầng trời, hội đồng chư Phật, Thiên Long Bát Bộ, rồi mấy vị thần, rồi mấy ông rồng bắt đầu xuất hiện. Chủ rất là nhiều ông rồng xung quanh xuất hiện. Rồi những gì có sứ mệnh, những gì rồng không có sứ mệnh cũng bao phủ xung quanh nữa. Chỉ có thiên tử mới có rồng hộ mệnh, người phàm không ai có. Đến ngày hôm nay mấy con cũng đã chứng minh, chứng kiến thấy. Và hôm nay cũng không có ngại gì mà không nói. Tại không nói cũng không còn cơ hội cho những người vô minh. Mà họ đã vô minh thì hôm nay cả 280-290 cái clip thôi. Chứ không phải sư phụ ham gì hay là ngã mạng mà xưng hô thôi. Nội trong nội bộ mình thôi á, gần sư phụ á. Mà cũng không tin nữa, thì không chỉ xa. Cho nên sư phụ thường nói với mấy đệ tử á, phải thương những người chửi mình. Là gì? Cả những anh chị em mình cũng không hiểu mình, thì làm sao người xa người ta hiểu mình. Phải tha thứ hết. Những cái luật của thiên tâm chúng ta là quá 3 ngày là quên, thôi quên đó. Bữa nay vô là vui, bữa nay nói chuyện vui thôi, nói chuyện gì hết. Thôi đi một vòng từ biển Thái Bình Dương là ở Nam Cali là Huntington Beach, qua tới Florida, qua tới Dục bên đó. Lý do là gì? Từng rồi lễ mấy đứa nhỏ nhà nó nghĩ lễ Easter. Easter là Chúa tái sanh từ phương Đông, thì mình phải đi từ Đông sang Tây. Thì sư phụ không đi thì mốt đâu có cơ hội đâu đi. Giờ còn cái trứng rồng á, nó chưa có nở, muốn lăn đầu lăn đó ai biết mình là ai đâu. Trứng rồng hay trứng vịt, trứng gì không biết, mình cứ lăn đã, lăn từ bên Tây nước Mỹ qua bên Đông nước Mỹ thì cũng là của trứng rồng như trái banh vậy đó. Đệ tử muốn đá ở đây thì đá, người này đá ở đây đá, cứ đá thì thoải mái đi các con. Sư phụ chấp nhận. Khi mà hạ phàm mang theo một sứ mệnh trọng trách trong lưng, vụ ngồi họp với mấy vị hàng tuần ở trên trời, cái số lượng mà tiên chúng với chư Phật đông hơn tất cả những nguyên thủ quốc gia thế giới này gấp vạn lần. Phật ít triệu Phật, cả triệu tỷ tỷ Bồ Tát, cả tỷ tỷ chư thiên, chứ không phải như ở Tawai Heo có 200 mấy chục ông, 300 mấy, không có đông, mà cả triệu gì bộ Phật, Phật của tất cả trong cái vũ trụ họp lại. Cha là cao nhất của tất cả gì đó, rồi dưới Phật có Bồ Tát đủ hết,
chọn ra một người như sư phụ để xuống trần là một cái điều rất là hãnh diện cho cái nhân loại này. Tại vì ngoài kia nó có tam thiên đệ thiên thế giới, cha hội đồng chư Phật không gửi đi mà gửi ngay xuống đây. Cái quả đất chúng ta cũng giống như một cục đá trong một đống đá đó, mà còn gửi ngay chốc cho nước Việt nữa. Vậy mà nước Việt lại không trân trọng. Thì giờ mình cũng hiểu là gì, nếu mà gửi cho một cái nơi trân trọng thì nó đâu có còn gọi là working hard không. Thế nhưng mình tập thể dục thì mình phải treadmill, mình lên núi, mình phải đi chịu khổ gì đó. Nước Việt là ngũ thú đồng cơ địa, ma quỷ nhiều, 50-60% là ma quỷ. Cho nên nó chống chọi lại với thiên đình. Con, bà con, anh em, bạn gì, ruột, chú ruột của mình nó mượn tiền, nó bảo rảnh không, vợ trả. Rồi con cũng có thể giết cha là vì kiếp trước nợ nần với nhau. Nước Việt là một cái nước thật sự là hỗn độn, nhờ một cái nước vô văn hóa. Lúc mà sư phụ hạ phàm là cả nước Việt ai cũng phải khấn xin cha, thì cha mới cho xuống. Lúc đó miền Bắc B-52 cũng bỏ bom, miền Trung đại lộ Kinh Hoàng, miền Nam Đàm Già Cán Gáo để mà bỏ bom khắp nước Việt. Không có ngày nào mà lúc đó gần như 70-80 triệu dân cả Nam lẫn Bắc mà không khấn. Trời ơi, tại thấy máy bay bay trên trời là trời ơi đúng không? Còn thấy Việt Cộng tới thì ở miền Nam gọi trời ơi, còn bên ở ngoài Bắc thì thấy mấy ông lính Mỹ với quốc gia tới thì cũng là trời ơi. Ai cũng nói trời ơi cứu con, trời ơi cứu con. Thì sư phụ mới hạ phàm vào khoảng thời gian đó, năm 1965. Nếu mà xuống sớm cũng không được, mà xuống trễ cũng không được. Khi chúng sanh cần Phật thì Phật sẽ có. Chúng sanh cần sư phụ, sư phụ xuất hiện. Chúng sanh không cần thì sư phụ cũng ở trễ. Tại ở trên thiên đàng có muôn trùng chuyện sư phụ để làm. Hồi tuần rồi, ngày lễ kỷ niệm 8 năm, ngày 19 tháng 2, ngày vía Quan Thế Âm, ngày lập đạo. Cha về cha nói, con xong, con lập đạo xong ở dưới này, con là Di Lạc số 2. Sau này, con sẽ đi những cái thành tinh khác, xa xôi nữa. Những chúng sanh đó cũng cần con. Con sẽ không có về quả địa cầu này nữa. Cho nên hôm nay tất cả các đệ tử nào mà thương sư phụ thì phải lập nguyện sẽ theo sư phụ đi những hành tinh kia nữa. Như chúng ta là một đoàn phim vậy đó. Thế sư phụ không có về đây. Tại vì nó này hết chuyện làm. Sau khi hiện bữa nay nè, Mỹ, Nam Hàn, Nhật kéo tàu ra ầm ầm hiện giờ nè, ở chỗ Bắc Hàn sắp sửa đánh đó. Sư phụ nói này lâu rồi mà, bữa nay tới. Rồi bên Iran cũng sắp sửa đánh. Rồi cả thế giới này không có chỗ nào yên hết. Sau khi năm cái ác mà sư phụ thường nói là độc tài, cộng sản là búa liềm, nó có bốn nước là cộng sản: Việt Nam, Tàu, Cuba, Bắc Hàn, rồi tài phiện giàu có, rồi trùm khăn khủng bố, tức là tất cả những cái ác thế gian này đều chìm như thầy thế nít. Thì là sư phụ đã tội nguyện cái lời thề, khi quả địa cầu không còn sự bất công thì nói chuyện này sẽ thành Phật. Sư phụ sẽ thành Phật. Thật sự sư phụ đã là Phật rồi. Sư phụ xuống quả địa cầu rất nhiều lần. Nhưng mà giờ phải đóng vai mặc áo vàng thì nó thêm 2.001.000 người mặc áo vàng. Nó hơi dư. Còn á, mà nói kinh Phật mà lưu lót như mấy thầy á, thì đã có 2.000.000 ông nói rồi. Dư rồi. Phải lựa một người nói năng lạ kỳ này nè, nửa tăng nửa tục, nói năng lạ kỳ, vậy mà độ được chúng sanh mới là ngộ. Thì ở trên cho đóng một cái vai này mặc áo đen chứ không cho mặc áo vàng. Thư Bối Đồ có nói lúc mà Lưu Bá Ôn nói chuyện với Chu Nguyên Chương, người sáng lập cái nhà Minh, sau này Di Lặc hạ phàm ở nơi đâu, người như thế nào? Lúc đó Lưu Bá Ôn trả lời: đây là cơ trời cao, thì ông vua ổng ban là không có bị phạm lỗi. Thì Lưu Bá Ôn mới trả lời: sau này Di Lặc hạ phàm không ở trong tu viện,
cũng không phải sanh ra làm thái tử, cũng là một người bình dân, con nhà thợ mộc. Không có trong tu viện, có nghĩa là trong ngũ đài truyền thừa, cũng không phải sanh ra người tu của bên Công giáo, hay là người tu của Hồi giáo, hay là người tu của Phật giáo, hay của Khổng giáo. Tức là không có nằm ở trong cái trường học nào gọi là tu học hết. Mà cũng không phải là làm thái tử nữa, cũng không phải là con của những nhà giàu có. Ba của giáo phàm làm nghề thợ mộc, ba của giáo phụ cũng có kể. Rồi đem vàng rải nam, rải bắc. Chữ vàng rải á, thì tánh phụ rộng rãi đứa nào cũng biết rồi. Nhưng mà cái câu này mà Lũ Bồ ông nói á, nó có hai nghĩa. Lúc đó ông nói á, là lời của sư phụ á, sẽ loan khắp cả miền Nam, miền Bắc nước Việt, và khắp cả quả địa cầu trong tương lai. Cũng giống như bữa sư phụ nói chuyện với ngài Lý Trung Quỳ Bắc Tiên đó. Cái sư phụ nói, ồ ơi sư phụ nhiều phim trên thế giới này à, tại vì Bắc Tiên có nhiều phim trên thế giới lắm. Cái lúc đó ngài hiện trước mặt sư phụ, cái ngài mới nói, ô sau này thái tử hả, người ta làm nhiều phim hơn tôi nhiều. Có con luôn đó. Những đứa ngày hôm nay gần sư phụ à, người ta làm nhiều phim hơn thì à, lưu danh truyền kỳ mà. Rồi chưa chú sâu cũng có nói, khi ta trở lại các người không bao giờ nhận ra ta mà. Mà ta sẽ ra đời ở phương Đông, cho nên nó có lợi ích đó. Mà thật sự bây giờ họ cũng chưa nhận ra. Bữa mấy gì có nói, sư phụ có hỏi chừng nào họ mới nhận ra. Ồ, sẽ nhận ra khi ngài đi rồi. Nhưng mà trong ông trong bài Đức Sinh hay là của những nhà tiên tri của Mỹ có nói sau này ở phương Đông có một là có thiên tâm mình, có sư phụ này, sẽ là thống trị thế giới. Trên kinh tiên tri của Mỹ có đó. Những người mà nghiên cứu về kinh điển họ đều biết. Từ từ đó họ so lại đó, họ kết luận. Vào thời mạt pháp hiện tại, chúng ta chỉ cần đọc kinh Địa Mẫu, kinh của Thiên Tâm. Chúng ta chỉ cần ngồi thiền kiểu sư phụ, bắt ấn tâm muội, ngồi thẳng lưng lên, 5 giờ sáng. Ngày nào sư phụ cũng ngồi đúng 5 giờ sáng. 15 phút đầu, nếu mà mấy con có giờ á, mấy con làm. Tức là mình lấy hết mấy trường trong người mình ra, mình chưởng ra 3 lần. Hút mạnh lên. Tức là mình cho hết mấy cái hơi dơ trong người ra, mình chưởng ra. Thí dụ mình bị trượt, bị bùa, bị ngải, ở nhà mình cũng vậy. Mấy con chỉ cần ngồi cũng được, chưởng ra thì mấy cái chưởng nó sẽ ra, cái này ra. Mấy con không thấy nhưng mà nó sẽ ra, trượt những cái âm khí ra, phải không? Còn hoặc là khi mà mấy con đứng vậy nè, chưởng ra thì những cái âm khí nó cũng ra. Mấy người bị trúng bùa thì nó cũng tự giải bằng cách đó. Nhưng mà nay mỗi ngày sư phụ đã giải cái ngồi thiền trước 5 giờ sáng á, muốn cái tâm mà thông với sư phụ á, thì lúc đó cái chân linh của sư phụ nó bay khắp tùm lum hết. Đến nào tu giỏi thì sẽ gặp sư phụ trong cái thiền định. Thì làm gì 3 lần không, rồi sau đó đó dùng mắt cái tâm tinh mình nè, nhìn xuống lỗ mũi, tại mình sẽ mở nhãn á, thì mình tận dụng cái này thì để cho nó nhột nhột chỗ này để nó mở nhãn. Thì dùng cái này nhìn lỗ mũi, nhìn cái miệng, cái chân linh mình nó sẽ xuất cái hồn ra bằng từ cái lỗ rút, chứ không phải nó xuất hồn từ đầu nghe, nên nhớ. Thì lúc nào cũng nghĩ đang điền á, thì cứ nhìn như vậy. Nếu mình không có cái động tác đó đó, mình sẽ bị ngủ gục, và mình sẽ suy nghĩ tới biêu bọt, và có những chuyện mà rất là quan trọng mình ngồi mình dựng đứng lại, mình ngồi không được.
Mình mà ngồi thiền á, mình thấy vui, mình thấy khỏe thì là đúng. Mà mình vừa ngồi xuống cái mình nhớ chuyện buồn, chuyện sốc, chuyện bực gì đó mà mình nhảy đựng lên thì cũng phải gán nhẫn nại. Nó sẽ qua cái giai đoạn đó. Con ngồi á sư phụ, cái tự nhiên mình nói mình buông bỏ á. Cái tự nhiên nó đâu rồi để hồi nó hết để mất ý thôi. Xong cái đó thì lúc 5 giờ sáng đó thì mình lại quán tưởng 15 phút đầu nghe, nhớ rõ clip này. 15 phút đầu thì mình nhớ hồi chiều hôm qua cũng bắt đầu từ 5 giờ sáng mình cũng ngồi thiền. Tới 7 giờ sáng mình thức dậy làm gì? Mình chà răng, tắm rửa, thay đồ, rồi ra làm cơm, làm đồ ăn sáng cho con, cho chồng. Cũng đúng hết. Rồi xong cái mình bắt đầu đi mặc đồ, xách bóp, đi làm. Mình xách bóp đi làm, trước khi xách bóp đi làm, mình vô mình đốt nhang trong bàn thờ. Mỗi ngày mấy con ra khỏi nhà phải đốt nhang bàn thờ. Mình vô đốt nhang bàn thờ cha mẹ với Phật. Trên bàn thờ có mấy cái ly, có cái nước. Mấy con khấn lấy tay bỏ vô cái ly, búng cho mặt mấy cái. Thì nước đó đã là quả phép rồi, để cho một ngày mới của mình. Rồi bắt đầu chồng con mình ăn sáng, mình xuống xe, mình lái đi làm. Rồi mình đi dọc đường gặp mấy bản stock, vân vân và vân vân. Cầm theo gói xôi ăn gì trên xe, uống cà phê gì đó. Rồi sau đó tới 9 giờ mình làm gì? Mình gặp sếp mình, sếp mình nói gì? Tức là mình nhớ từng chi tiết của cái ngày hôm qua. Nhớ dài dài cho tới 9-10 giờ. Nhớ đến khi mà nó đi một cái circle lại cho tới lúc mình đang ngồi thiền của 24 cái ngày hôm sau là cũng đúng 5 giờ, đúng không? Nhưng mà thường thường á, thời gian đầu thì mấy con sẽ đi đúng một cái circle mỗi tiếng đồng hồ. Thì trong đó dĩ nhiên là con biết cái gì mình làm đúng, mình sai, mình vô hãng, mình khẩu nghiệp, mình chửi lộn, mình ăn gian giờ, mình bấm thẻ, mình chạy lăng tăng, mình biết hết thì mình sửa lỗi. Mình vừa sửa lỗi mà mình vừa tập cho cái trí nhớ mình nó nhớ dài. Và đồng thời mình tập một con người gọi là thánh thiện. Chứ còn mình không có bỏ phí một cái khoảng thời gian một phút nào trong cuộc đời nha. Thì cách phụ chị. Nhưng mà thường thường mấy đứa mà ngồi thiền giỏi sau 3 tháng làm y như thụ dạy á, thì chỉ cần 5-7 phút thôi là nó vô định rồi. Nó vô gọi là chỉ. Chỉ có nghe là muốn nhớ nữa, nhớ không được thì cũng tốt, cái đó là lên lớp. Ok, nhớ được 2 tiếng, còn nhiều xùm nó đi. Thì lúc đó mấy con chỉ cần theo dõi hơi thở. Thì khi mà theo kiểu Phật đó, là 14 quán niệm hơi thở đó, hít vô, cái mình tưởng tượng khói đầy cái bụng. Tại lúc đó mình nhìn bằng tâm tàng đó, nó cũng hơi khó đúng không? Tại vì bắt đầu nó vô chỉ, lúc đầu là thiền quán, sau là thiền chỉ. Chỉ có nghĩa là nó sắp sửa nửa định định rồi đó. Thì mình bắt đầu chỉ có hơi thở là dễ nhất. Nó keep consistent để làm sao cho mình đừng có ngủ gục thôi. Hít vô, trộn khối nó bài, giống như mấy thằng hút thuốc vậy đó. Vô bụng no không? Giống đó. Thả ra nhẹ nhẹ, nhưng lúc nào tay cũng bắt ấn, lúc nào cái lưng cũng thẳng để cho mấy cái lưng xa nó thẳng. Tại lưng xa nó thẳng thì cái electron á, cái điện từ á, bắt đầu nó quay rồi đó. Nó quay trong người mình trong vụ nè. Và đồng thời khi nó quay vậy nó tẩy những cái dơ, cái trượt ra nữa. Mấy cái unhappy á, không có vui sướng á, bị buồn não rồi đó, ra. Buồn nè, bệnh nè, depression đều là một cái loại khói đen. Thì lúc mình ngồi thiền á là cái điện á nó quay nó tẩy cái đó ra. Rồi đó bắt đầu hít cho khói. Cứ thế mà làm. Rồi bắt đầu đọc chừng 3 hay 5 lần thôi, 7 lần càng tốt. Án là ngay đỉnh đầu, bằng tiếng Việt nghe, không có tu re ta re gì chứ. Tiếng Việt không bắt chước Tây Tạng thù dạy là tiếng Việt. Là vì tiếng nào mấy vị cũng là giống nhau, ở trên trời có một thứ tiếng thôi. Mình đừng có nghĩ mình học tiếng của ta là mình tu giỏi. Cái đó là cái nhẽ mà họ không hay á. Họ muốn show up với người bạn đạo, thù biết cả hai thứ đó. Tiếng Phạn, tiếng gì thù biết hết. Nhưng mà thù dạy về tiếng Việt thôi. Để chi? Để người kế bên người ta nghe, người ta hiểu, người ta bắt chước.
Phật trời tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn gì mà không biết tiếng nào mà ông Linh. Nếu không vậy chữ A Di Đà Phật gắn cái mẹ hiện về, Thụ nói chuyện mẹ bằng tiếng Việt không đó. Có bao giờ Thụ nói chuyện bằng tiếng Tây Tạng đâu. Nhiều lúc Thụ ngồi, nhưng mười mấy năm trước mà, mẹ ơi, cho con thấy mẹ lần đi rồi con vẽ chân dung mẹ, chứ con nhớ mẹ quá. Thụ nói chuyện y như là phim mà Đất Phương Nam vậy. Cái thằng đó nó nhớ mẹ nó, rồi mỗi lần chặn về đó mẹ nó hiện về đó. Thì những mười mấy năm trước Thụ nói chuyện với mẹ vậy á, cái mẹ cười mình được, con vẽ chân dung mẹ. Thì từ đó mới ra hai cái hình này cha mẹ. Nhân loại được cái phước là nhờ cho Thụ rất là thương cha thương mẹ, mình mới có cái chân dung cha mẹ thiệt. Chứ không thôi tới ngày hôm nay đó con thờ Phật mẫu mà tượng đen đen á, mắt một mí, không có mẹ mình đẹp vậy đó. Hai mấy tuổi rồi, nhìn trong cái... Trở lại một chuyện thiền này đi, hơn chút nói khác. Thì cứ án là ngay đến đầu. Chiếc, bữa hôm thường nó lộn clip kia, chiếc là bên trái, lệ là mắt bên phải, chủ là cái miệng. Cái miệng làm chủ, chủ đủ thứ, chủ nghiệp, chủ tội, chủ phước, chủ đức là cái miệng. Án chiếc lợi chủ lệ là cái cổ, nghe đây, chuẩn là cái tay, cánh tay này chuẩn. Án chiếc lợi chủ lợi chuẩn đế, xó là cái lòng bàn chân, cái nhiệt điểm lòng chân bên trái, ha chân không phải đúng như vậy. Nhưng mà khi mà cái đầu của mình á mà lô khê, tức là điều chỉnh mỗi cái chữ nó đúng ở chỗ nào á, thì mỗi một ngày mình làm như vậy thì thần thông chỗ đó nó hiện ra. Thì một cái loại thần thông của ngũ bộ chú rất là cao siêu. Lời Thụ nói trên này mấy con có thể đi kiểm chứng với những vị hòa thượng lớn, họ sẽ giải thích thêm. Là không, trên đời này mấy con ra đường làm ăn không ai dám nói láo, toàn không ai dám ghẹt. Đi giữa rừng núi độc ban đêm cũng không có sợ bất cứ cái gì hết. Cái tâm của mình vững lên, mạnh lên, không có sợ cường quyền. Con hiểu chưa? Thì mình luyện án, án là đỉnh đầu. Thì khi mình luyện nhiều ngày như vậy, cái này nó phát quang rồi. Nó phát quang một chỗ, một mắt tự nhiên sáng giống như là mắt thần vậy đó. Án chiếc lợi chủ lợi chuẩn, chuẩn là cái miệng làm chủ, chuẩn chuẩn đời. Rồi xó hà, thì xó hà là hai chân nó đá, thì là ai mà dám tấn công con được. Rất là quan trọng. Thì khi mình luyện cái đó, cái này xưa không có dạy ai, hôm nay Thụ dạy trên mạng. Rồi nếu mà đứa nào mà biết bắt ấn của mẹ là ấn này, ấn chuẩn đề thì càng tốt. Còn nếu không thì bắt ấn Tam Muội là dễ nhất, Tam Muội cũng được. Nhưng mà nếu mà bắt ấn chuẩn đề thì không thừa lại này là cả đóng ở Việt Nam ta biết không biết. Thì mấy con không có gì phải lo hết. Còn nếu mà cái này là tâm ấn Thụ truyền cho thế giới và hậu thế, là từ thiên tử truyền ra. Ở ngoài kia nó cũng phe phái lắm, nó nói thiên Hồng Yến là đệ tử của Thiên Tấn Kiệt thì ai dám đụng đến nó. Còn nếu Thiên Hồng Yến là đệ tử của một cái gì khác là nó có quyền á, ở bên kia nó cũng y như vậy. Tại vì đụng tới Hồng Yến là đụng tới cho phụ, đúng không? Đúng đó cha. Đó là khi mà mình ngồi mình đọc như vậy một hồi, cái mình đọc không được án chức là chủ lời chủ đề nữa nữa thì cứ thả lỏng hết, mình đọc 7 lần là đủ rồi. Tâm nó không có loạn, mình thả, mình chỉ theo dõi hơi thở thôi, nhưng lúc nào cũng để đứng lưng. Thì đứa nào mà ngồi hơn được tiếng thì giỏi, thường Thụ ngồi 3 tiếng luôn. Nhưng mà bây giờ Thụ chỉ để trên 5 giờ tới 6 giờ thôi.
Tại vì thường thì hồi đúng 5 giờ hồi thức. Rồi hồi trà răng rửa mặt không, chải tóc rồi, rồi vô ngồi thiền. Thì đúng tiếng hồ. Rồi xong lúc đó đến nào không có đi làm thì nằm lại chút 15-20 phút cho nó bớt mệt á, mỏi mắt á. Rồi xong mặc đồ đi làm luôn. Có không là tiện nhất. Nhưng mà mấy con làm như vậy á, control được cái giấc ngủ mình. Thường thường cả 10 giờ 10 rưỡi rồi phụ ngủ. Muốn thức thêm cũng không được. Tự nhiên tới đó mắt nó miếng hết là 10 giờ lại đi. Ê về đây. Đó là vậy. Mình chỉ cần ngủ 5 tiếng 6 tiếng là đủ. Cái quan trọng là thẳng một phát một. Còn nếu nào mà ngủ mà không thẳng giấc á thì là thứ nhất mình phải coi lại những cái này tại sao mình ngủ không được, là mình không có tập thể dục. Thứ hai mình không có uống milk crystal. Thứ ba là mình đến nào mà uống rượu nóng hay gì á ngủ không được nha, gan nóng nó khó ngủ. Thử uống milk crystal cho mát gan. Thứ tư là mình bị dính á, dính mắt á, có nghĩa là có người nhắn tin hay là người nói gì á, let's go. Rồi và đồng thời á, tập sử dụng cái điện thoại, nó là con dao hai lưỡi. Cái điện thoại này là con dao hai lưỡi, nó cũng giúp cho mình kiếm tiền và đồng thời á, cũng làm cho mình mất sức khỏe. Thì mình tập đúng 10 giờ là tôi để silent, ai cứ không cần biết. Còn nếu mà mấy con làm không được á, để nó lon ton hoài á, là mấy con mệt lắm. Nên có những cái mấy đứa nói sao con nhắn tin thuộc cả đêm thì không trả lời. Ủa 10 giờ phụ ngủ rồi con nhắn làm chi? Không thiệt á. Thế thì mình phải tập những kiến nó quen. Và đồng thời những cái người mà xung quanh mình họ cũng quen. Cho nên nhớ điện thoại là con dao hai lưỡi. Cả sự máu cũng vậy. Bả không bả biết ý rồi. Giờ nhà cho hụ mà gọi cho hụ hay nắng gì, trên 10 giờ chứ. Mấy con ít bây giờ thấy hụ mà lên Facebook mà xe mà sao giờ 10 giờ đó. Thì lúc đó hụ ngủ mất tiêu rồi. Khi mình có giấc ngủ nhiều và điều điều vậy đó. Rồi đồng thời mấy con phải tập cái này. Phải có cái thanh gươm, gọi là thanh gươm sắc bén vô hình. Chém phật phật phật. Chém đủ hết. Chém những cái chuyện quan trọng cũng dẹp nó qua một bên. Rồi làm gì thấy mắt dữ nha. Cháu nhỏ này tiếu lắm, dễ sao quay cái mặt nó mỹ tiên. Để mắt mình nó nhìn vậy nè. Tức là mình, thí dụ như mỹ tiên này không? Đang yêu ai phải không? Là thù trao thanh gươm cho con bữa nay nè. Chém phát, dắn cái mặt mình ra một bên. Tức là mình phải có cái kiếm. Cái kiếm trong cái người của mình nó quan trọng, gọi là kiếm thần đó. Thì mình phải có cái đó, mình phải mạnh lên mình chém. Thí dụ mình làm gặp cái chuyện lớn mà mình không muốn suy nghĩ nữa, mình chém nó qua bên rồi mình xong. Chuyện nhỏ thì mình để ngày mai. Nhưng mà tùy theo trường hợp. Đối với hồ trên đời này chẳng có gì gọi là chuyện lớn, cũng chẳng có gì gọi là chuyện nhỏ. Tại vì hồ là 6 con số 0. Không danh, không sắc, không tài, không thực, không thì. Chứ hụt còn ham muốn cái gì? Những gia đình hay là hàng đệ tử hay là tất cả những nhân viên trong hãng. Chứ hụt không cần tiền nữa. Chứ hụt có tiền cũng cho ra hết, con cũng thấy. Có ai lấy cái gì mà để uy hiếp được chứ hụt? Suy nghĩ đi. Hồi xưa hụt không bao giờ muốn nhận đệ tử. Nếu mà từ đầu, ngày đầu mà lập núi này, năm 2014, mà sư phụ ham nhận tử, bây giờ sư phụ có cái khủng khiếp luôn, nó về đây không có chỗ đứng á. Sư phụ nhất định là không nhận. Cả ông Thiên Ánh lên đây 3 năm nằm thở dài dài cũng không nhận, hỏi những đứa đây. Sau này mẹ nói con phải nhận một mớp để khi về nước. Nơi này là nơi thao trường của con, là cái móng thôi. Nước Việt mới là chính, núi Cấm mới là chính. Thì cũng phải có người để bảo quản, là vì nơi này cái hàng tỷ người trong tương lai sẽ về đây. Tại vì đây là những cái dấu chân phụ đầy cái dãy núi này hết, không có chỗ nào thiếu dấu chân. Thì từ đó mẹ mới ra lệnh kêu phụ nhận. Rồi mẹ nói ở Houston cũng là con của mẹ, bị bùa bị ngải bên đó nó vô minh lắm, con phải bệnh cứu tụi nó.
Thì từ đó thì Hùng mới chuyển hướng vô Hilton. Thì bây giờ Hilton có một đống đệ tử. Chứ còn ngoài ra thì Hùng không có ham đi về Hilton hay cũng ham nhận đệ tử gì. Còn hôm nay những đứa đệ tử nào thương vô phụ, những đó đó là những vị Bồ Tát, Bồ Tát nhí đi song song với sư phụ. Còn những đứa nào không hiểu thì gán học thêm. Sư phụ không có cần gì thế gian hết. Đừng có nó nghĩ là sư phụ cần đệ tử. Sư phụ cần nó là cần đưa từ đứa về trời thôi, chứ không phải là cần làm cái gì hết. Cái thế gian này có gì đâu mà sư phụ cần. Suy gắng suy nghĩ giùm đi. Có nhiều thứ thôi mà cũng không có tìm hiểu ra được. Cả mỗi công ty, cả tỷ bạc thu cũng không cần. Cả cái dãy núi này 500 mẫu, bây giờ cũng 1-200 triệu thu cũng đã cho rồi. Thu chỉ cần mấy con chân thành thôi. Cần mấy con trung thành với cha mẹ. Cần mấy con tu tập, đọc kinh, đi mẫu thôi. Cần mấy con làm đúng. Ngoài ra thu chẳng cần gì bất cứ đứa nào hết. Nhắn nhớ lời thu nói hôm nay. Nhưng thu có lời thời. Đã là đệ tử thu suốt đời đệ tử, mãi mãi đệ tử. Thu sẽ đưa tất cả những đệ tử hòa thiên về trời. Nhưng Phật thì xưa cũng vậy. Có bốn đệ tử đi chốn uống rượu. Phật cũng phải gán đưa. Nhưng mà thằng đệ tử đó Phật nói. Hãy lấy cái miếng vải mà lao cái núi mà cẩm thạch nó mà bằng á thì Phật mới đưa được. Thì có đứa đi về liền, có đứa phải lao cái núi đó. Mà cái núi nó lao chắc cũng cả mấy tỷ năm. Cũng về nhưng mà lâu lắm. Muốn lẹ, muốn chậm là tùy. Con có say đâu hết đâu. Con đứa đệ tử mà bốn người một chỗ uống rượu á, thằng đó khôn á. Con phạm giới, con xin lỗi sư phụ. Thằng đó thằng này được, về liền. Còn bốn kia, trời ơi xỉn mà còn nói, con không biết xài đâu, thế tổ. Con đúng mà thế tổ, thế tổ không xài. Thứ không xài, thứ không phải mới thấy con xài. Chuyện Bồ Tát là chúng sanh không bao giờ hiểu nổi. Chuyện của trời Phật làm, nhân loại không bao giờ ngờ được. Cho nên cái lòng tin nó rất là quan trọng. Cũng giống như giờ con mua giấy số, con nhất định con mua số 88. Thì con cứ mua thì nó sẽ trúng. Mà con nghe người ta bàn, họ bàn lại con đổi số, đến lúc nó sổ ra vậy rồi sao? Lòng tin là tuyệt đối trong tất cả đời này, sang đời nọ. Tất cả các tôn giáo rất là cần cái lòng tin. Nếu không có lòng tin khó mà thành Phật đó. Trên đời này có ai thấy được Thượng Đế không? Sư phụ là con của cha. Sư phụ thấy hàng ngày, thấy thường xuyên. Cha dạy sư phụ là quá trời. Cha có cần phải nói với các con là cha bên cạnh mấy đứa không? Cha chỉ nói một đứa như sư phụ nói lại thôi. Khi nào sư phụ khẩu nghiệp, sư phụ lãnh hết tội. Hiểu chưa? Như đạo Phật có nhiêu là con không hiểu. Có ai bao giờ thấy được mẹ không? Có ai bao giờ tiếp cận được mẹ không? Mẹ hàng tuần sư phụ vấn an, sư phụ làm trà, mẹ cầm lấy trà mẹ uống, mẹ dạy sư phụ từ câu từ chữ, rồi mẹ dùng mà kêu sư phụ nhắn tin lại, cha kêu sư phụ nhắn lại cho con. Như vậy là quá dư thừa cái phước của những đứa họ thiên ở gần đây rồi. Muốn gì nữa? Có công nhận không? Chứ không lẽ mẹ đi kiếm thị tiên đi nói chuyện, chắc nó quả nó hồn trốn. Rồi Xích Long cũng vậy, rõ ràng ràng con leo lên Xích Long. Xích Long nó phạm thượng là rồi phạt cho nó một chập, bữa đó nó xiển nỉ nguyên một ngày. Vì đến lúc Xích Long nó kêu nó ra đây để giảng hòa, mình sống chung với thần thánh một cách rất là bình thường như vậy mà không có cảm nhận, không biết sợ nữa, không có hiểu nữa, thì biết chừng nào người ở ngoài kia nước Việt Nam cả trăm triệu người
đâu có đủ đại phước như mấy đứa ở gần núi này đâu. Con có công nhận không? Con hằng nghe nè, với mấy đứa lên núi gặp mấy vị Bồ Tát đứng ở đó nó còn giỡn với mấy vị nữa, rồi nó còn quay phim đó, con coi đó. Cái núi mình như vậy mà lại không có biết tôn trọng, không có biết tu tập thì con nghĩ như thế nào? Thôi con cầm cái giải con lao cái núi cho nó thẳng đi rồi phải thành Phật nha. Cái núi này nó là như vậy. Còn Mỹ Mỹ bệnh rất là lớn nhưng mà không có nói nó gì, nhưng mà nó có phước sư phụ khám cho nó, nó đứng thấy nguyên cái dòng hào quang không. Bây giờ con mà đi chụp được cái hình thứ nhì á, bán 1 tỷ đô thù mua, không bao giờ có cái hình thứ hai nữa. Hình ảnh cái gì cũng nhân chứng vật chứng, nhưng mà mấy con không có chịu tu nữa thì không biết xù với nó làm sao luôn á, có hiểu chưa? Chẳng qua là nhiều lúc á, không phải làm sao ta, có thể thì Hùng mới mua mấy cái gắn vô bấm nút cái không khí nó bay lên cái là chứ không có cần đi bộ nữa, đi tự dưới vừa bấm nút á, cái thằng người bay á mà nó mang cái bình á là lúc đó mấy con mới sợ sư phụ đúng không? À chắc phải mua cái đó, à, bấm cho nó bay lên chứ giờ tụi nó thân mình quá, nó chấp tướng bây giờ phải làm sao giờ cũng chả hiểu luôn á. Sư phụ có 7 dòng hồi quang, sư phụ nói rồi, sư phụ chỉnh bệnh được, đưa mấy con về trời được, dạy mấy con tới ngày hôm nay truyền đạt những lời của mấy chư vị cần mới truyền đạt thì là còn gì nữa nói nữa. Hồi xưa đức thầy cũng bị người ta coi thường như vậy, bởi vì lúc đức thầy sư tổ cũng buồn, ông nói là lo âm tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẻ người khinh ấy, thôi ta để mặc tình, mặc ai chế nhạo, chuyện mình lo. Cái bộ là trứng rồng chưa có nở rồi mấy con sẽ không bao giờ gặp được, tại vì lúc đó cái hàng mà bảo vệ sư phụ nó dày bịch, mấy con không có tới gần, không có nổi. Hôm nay trứng rồng chưa có nở thì để mặc sức cho đứa đệ tử này đá lăn qua, đứa kia đá lăn lại. Đá đi con, đá cho vui quá, như đá banh vậy. Dù cần rất là nhiều nam và nữ nhân tài, có ăn học tiếng Mỹ giỏi, tiếng Việt cũng phải giỏi để giúp sư phụ làm những giống như là bổ sứ đại thần vậy đó, thay lời sư phụ mà phải tin tưởng để đi gặp những người có chức sắc trong những ngày kế tiếp. Ở núi mình đông tu cũng có, nhưng mà tôi chọn cũng không có ra ai, thì hên thu được có vợ Minh thì Trang nó cũng được, hên hên là gặp Ngân, hên hên nó gặp Mai Thảo. Nhưng mà có một đứa sẽ thay thế một đứa thì nó lại đố kỵ nhau, thì cho nên cứ bao nhiêu năm nay hù đắm đo không biết, chẳng lẽ mình không có ai giúp mình sao? Thí dụ sư phụ có 10 đứa giỏi thì sư phụ đâu có cần phải đi Nam Cali, đi Florida, bây giờ hai bữa nữa thôi đi Á Châu nữa, đi dùm cũng được rồi. Thì đứa nào nhân tài á, gắng xuất hiện lẹ lẹ thôi. Mà phải trung thành kìa. Đứa nào mà gan như kiểu ông Hảo, nói thời mấy năm trước á, nó đốt giấy nó thời suốt đời này trung thành, còn xưa Ngân nó đâu có chịu thời đâu, còn thầy Trang nó ô con không tin nó là thời, làm việc sát cái thiên tử mà không thời, giờ con đưa nước thủ con bỏ gì đó sao dù dám uống, con hiểu không? Rồi con ra trường high school con cũng phải tiên thệ con thời, ông Biden làm tổng thống cũng để cũng kinh, bất cứ gì cũng có tiên thệ, bây giờ mình là người phàm, mình có linh hồn, mình làm sai mấy em chỉ có thần thánh chỉ tội mình, mà không tin thần thánh, không tin lời thầy vậy đi làm việc làm cái gì, hiểu chưa? Chú Hồ chỉ tin những người nào dám đứng trước mặt cha mà thề. Trên thế giới này, trên thế gian này có 2 người dám làm, đó là sư mẫu chú Hồ kể đó. Trời ơi, bà đứng ngay đó, bà viết cái thơ dài nè: con từ nay công chúa Long Cung
thời suốt đời tận chung lo săn sóc cho thái tử, đến ngày làm xong nhiệm vụ về trời không có hai lần, vân vân và vân vân. Viết xong cái thù ngay đó luôn á, quỳ quỳ đó, có máy phim đó nghe, cái đó đốt xong cái ngày bên đây nè, ông cầm ông đưa về cho cha đọc, cái cha nói như sao ít quá thiếu, cái xuống cái bà viết là tao khác, đọc lại rồi cái ngày nó ba về đưa cho cha, ok rồi xong đó, là có mình sư mẫu là thầy, đứa nào ngon mà thầy đi thầy rồi đó. Xong á, cha mà có rồi mà làm sai làm mệt, cũng như sư phụ đó thầy, sư phụ mà tham tiền sư phụ tự quỷ xác, cái hãng sư phụ là sư phụ cho lại con sư phụ rồi, sư phụ đâu có còn, nếu mà sư phụ ham tiền sư phụ đi mở nhiều chi nhánh sư phụ làm giàu, không làm có tại danh, nếu sư phụ ham danh sư phụ đã có danh với người cộng đồng Mỹ về ngành hai thác, về ngành di mạch đó, là rất là lớn, mất mới gì vô tâm linh để cho cả nhân viên cũng chửi mình, bà con dòng họ Phật giáo cũng chửi, công giáo cũng chửi, cộng sản cũng chửi, HO cũng chửi, đâu có ai làm chuyện đó, rồi cộng đồng cũng khi dễ mình. Tài danh tức là không có ham danh mới làm mới nói lên mấy cái lời hư ảo này, hư vô nhưng mà nó là thiệt á. Tài danh sắc, sắc là trong đó có những cái đồng hồ xịn, này là đang xịn nhưng mà nó mua trước năm 2017. Tài danh sắc, sắc nó có, nó tính theo đồng hồ, theo xe hơi mới, và nó tính theo con gái đẹp cũng là sắc, nó không phải là chỉ tính gái không, mà hễ mà ham cái gì sư phụ cũng quỷ xác. Mấy con đứa nào mà chứng minh hiện về thù có cái đó đi, cứ là ngóng ngóng đứa nào dễ trẻ mà có tài gần sư phụ là nó cáp, nó xiên tạc, thấy không? Còn cái này á, là trước khi sư phụ lập đạo 2017 cụ thời, cái này là cũ, con nên nhớ rõ nha, danh sắc thực. Những đứa ở gần sư phụ thấy cái sư phụ có đi chọn món ăn hay gì không, ăn toàn để cho no không à, sư phụ có thể ở nhà hàng 10 sao á, nhưng mà ăn đồ sang trọng sư phụ cũng coi giống như là bình thường, mình không có nhu cầu đòi hỏi, nhưng mà về mặt đời cũng phải có một cái phong cách để cho những cái người mà đối tượng làm ăn với mình á, đừng có khi dễ sư phụ. Có lúc sư phụ chạy xe xịn thì nó xe xịn, hãng nó cho thì mình chạy. Không trừ thế thì Biden lấy cũng nuôi mấy tào lao thôi. Khi con có công ty, hàng năm, mỗi một năm công ty sư phụ cho sư phụ một chiếc, hai chiếc, mà sư phụ nó không cần nữa thì nó không cho, sư phụ cần thì nó mua, nó trừ thế nhầm nhò gì, chứ ôi đâu phải xe sư phụ đâu. Tài danh sắc thật không có, thầy ngủ ngày nào cũng 10 giờ tới 5 giờ sáng, nó đúng giờ đâu phải ham ngủ đâu. Tham ngủ là con để nhất tới 12 giờ trưa, đúng không? Cái nào thua làm sai năm cái đó, đứa nào mà làm được thì lành Phật. Đó là điều kiện thu thời là thua, là giữ lời hứa. Trở lại từ đầu mình nói chuyện là cho phụ xuống trần. Nếu mà không có cái cuộc sắp xếp của thời Hạ Hạo Ngân, nếu mà không có những ngày tận thế đau khổ, kinh tế, bệnh dịch, thiên tai, địa chấn, đủ thứ xảy ra như ngày hôm nay, thì đã được sắp xếp hàng nghìn năm. Nếu không, thời đó, ông Lưu Bá Ôn, ông đâu có nói những cái lời đó. Hồi xưa ông Notre Dame ông cũng có nói, rồi đến sau này người gần nhất là ông Trạng Trình ở ngoài Bắc, ông cũng nói những lời tiên tri biển biển đông gian dạng dặm gian tay dữ á, coi lại đi, hồi xưa làm gì ông biết cái biển đông có sóng gió đâu mà ông kêu mình. Rồi làm sao mà
ổng biết là nước Việt Nam sau này có một thiên tử sẽ xuất hiện ở những vùng đồng bằng sông Cửu Long, tức là Bảo Giang thiên tử xuất. Sao ổng nói là Bảo Giang bí thư xuất đi, hay là tổng thống xuất đi, đệ tam tổng thống xuất, mà ổng nói Bảo Giang thiên tử xuất. Nhìn lại những lời tiền nhân nói đi, chẳng qua là cộng sản nó bưng bít những cái lời của chư thần chư thánh nói để mà nó bịt mắt bịt mũi, để mà nó kéo dài cái chế độ. Trong tương lai tất cả hội thiên chúng ta luôn, cả anh Bắc và những người anh Bắc dạy và cả sư phụ các con luôn, sẽ có những cái cuồng phim mà cộng sản nó đem ra, nó làm cuồng phim dài, nó chế nhiễu để nó đánh sập cái núi Thiên Long Sơn. Mà con nghĩ ngày nó mà xuất hiện cái cuồng phim đó, sư phụ biết lâu lắm, phụ cố tình cho nó luôn, thì mũi cũng cho nó quay luôn, chỉ có những để mà cho dân chúng biết được cộng sản nó đã triệt hạ cho hộ từ mười mấy năm nay. Đến lúc mà nó xuất ra cuốn phim đó là cái ngày tàn của nó, nó không còn cái chiêu gì để mà nó sử dụng nữa. Các con phải bình tĩnh, 100 triệu dân phải gán, là cái ngày đó là ngày gọi là không còn cái gì để mà gọi là xả nghiệp luôn. Con nên nhớ lên mạng 5 năm trời mang thân phàm như sư phụ, cái gì cũng nói, cái gì cũng kể cho con nghe, phải có chúng có chặt đúng không? Bình thường ca cũng vậy thôi, đâu biết ca, nhưng mà cái tiếng ca cũng là cái điển thanh, cũng độ được mấy người say xỉn. Mấy người say xỉn đâu biết ca sĩ hay là ca dở thiệt á, đúng không? Nhưng mà khi mà họ chế diễu thì cái gì họ cũng ghép nó thành một cuồng phim, rồi họ tô son, rồi bỏ photoshop rồi vô, thì là chế diễu. Thì ngày đó, đó là ngày tàn của đảng cộng sản, của cái án, thì họ hết chiêu rồi. Vì cán bộ đã nằm sát cạnh hộ hàng năm nay nhiều lắm, nhiều cán bộ đã được huấn luyện rất là giỏi, nhưng mà những cán bộ này họ chỉ có mục đích duy nhất, đó là thu nhặt tin tức chứ không có phải là phá hoại. Nhưng mà đến lúc cuối thì có những lúc mà họ không đạt được những gì họ muốn thì họ thành ra phá hoại thôi. Nên nhớ, lấy ân báo oán. Mấy vị nói sau này khi mà họ về nước nắm chính quyền thì phải lấy ân báo oán, lập đời nhà Trần, hội Diên Hồng, tất cả những anh tài Thiên Việt, gọi là hội anh tài, cũng là hội Long Hoa, những đứa có bằng đại học, những đứa có khả năng đứng ra để mà làm một nước Việt mới, tất cả đều là công bằng hết, không có tính sổ cũ. Nhưng mà sổ cũ những cái thành phần gọi là Kinh Đức Thầy cũng có nói chớ nông nại sân si hư Việt, phải để thời vô kiệt hồi quy, xử phân những đứa vô nghì. Cái câu đó, cái mỗi lần cái thụ nói với cha thì cha nói con lấy tâm từ bi, con là thiên nhãn thì cặp mắt của con nhìn thấy những chuyện xa. Con mỗi lần nói chuyện cha nói vậy không, thì cha nói là con ở trên trời là thiên nhãn, tức là cái đầu của thụ ghê lắm, nhìn xa không à, nhìn cả hàng nghìn năm sau. Thì từ bi, cái thụ có hai trường học, một đó là những vị Phật thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nè, Hòa Thượng Đế Công nè, Phật Hoàng Trần Nhân Tông nè, Đức Thầy nè, đúng không? Rồi Phật Thích Ca. Thì những vị Phật dạy cho hộ là từ bi, cho hộ dạy mấy con là từ bi về trời. Nhưng mà bên mấy ông hùng thì ông núi, mấy ông thần á, ngày Trận Đạo, mấy ông trực, những cái gì mà thần đồ á, của cái quả đi cầu mình á, thì mấy dạy nói con từ bi thì quá, nhưng mà không có thể ai cũng từ bi hết, là vì có những đứa nó rất là vô nghì. Thì lúc đó mình mới biết, chứ không biết ai là vô nghì. Khi mà mọi chuyện đã rõ ràng rồi, nhưng mình mới biết, mình quen lâu rồi đó, thì lúc đó mới biết được là ai là vô nghì, ai là không vô nghì. Mà hôm nay cái bài học Hòa Thiên mới con từng thôi, mà chú Hồ thấy cũng có nhiều đứa. Xuống trần không phải dễ,
mà làm được việc á, những cái tiên cơ, những tiên tri, mấy vị đều dìu dắt chúng ta đi, nhưng mà sư phụ nói để cho mọi người thay đổi cái tâm của mỗi cá nhân chúng ta phải thay đổi thì mới đạt được những gì chúng ta muốn là về trời. Nhưng còn có những người, người ta không có cần về trời, người ta nghĩ ở dưới này người ta có cái tiệm nail là người ta sống vui vui vậy là đủ rồi, người ta không có nghĩ xa hơn cái đó, thì cái đó là cái gì? Cái đó cũng gồm thuộc về dạng vô nghị, đúng không? Tại vì không có cầu tiến. Có người của mình ngoài ra muốn làm tỷ phú như Bill Gates hay là Elon Musk hay là Facebook, nhưng mà chúng ta có thần hồn, chúng ta không muốn tái sanh, nó đâu phải hên mà nó đầu thai thành Bill Gates nữa. Kiếp sau đầu thai làm cái gì không biết không? Là con chim bị nhốt trong cái gây á, trong cổng á, nó là con chim. Tại nó kiếp này nó là chế bao Covid á, không phải kiếp nào mình cũng giàu sang. Bây giờ một giàu sang một đời này nó chỉ là con số thôi, kiếp sau chưa chắc người ta xài tiền đô la nữa đó. Bây giờ cho nó để lại, ok, tiếp sau tôi tái sanh thành ra Bill Gates thứ hai, tôi xài tiền của tôi nữa được không? Giờ chỗ nó làm bao nhiêu di chúc để nhà băng Thụy Điển nó cũng chẳng xài được, tại nó không có dấu tay giống như cũ, người ta đâu chứng minh nó là Bill Gates cũ đâu. Con có hiểu chưa? Sư phụ làm được á, biết cách nào. Sư phụ tạo Thiên Long Sơn nó nằm trình in ở đây, kiếp sau sư phụ có trở về gọi là sư phụ thành Phật là thiên tử, sư phụ trên trời xuống, ồ núi này của tôi hồi xưa tôi đổi xi măng tôi có quyền đi bộ. Bill Gates bước vô đây bị Sơn Thần đuổi liền, hey, cái núi này đâu phải của mày, mà đi mày đâu để lại cái núi đâu, đúng không? Con suy nghĩ đi, sư phụ làm được, tụi nó làm có được. Giống như những cái nhà tỷ phú Việt Nam cũng vậy, Hoàng Kiều cũng vậy, hey, ông tỷ phú bây giờ ông có giỏi, ông cho tiền Ngọc Trinh, ông đi vô nhà Ngọc Trinh thôi, ông không được lên núi. Còn cái này sư phụ có 500 mẫu, mấy con sau này hậu thế, trời ơi, Bích Kỳ sau này nó xây một cái điện cha khổng lồ. Ồ, đệ tử này giỏi, là cho sư phụ vô tham quan cái điện của cha do con xây, phải không? Có phải hãnh diện không? Cũng giống giờ má anh Trinh cũng vậy. Má anh Trinh mà xuống núi này lại, bà cũng vui vậy. Tại xưa bà sống bà cũng lên núi này. Ba của anh Trang cũng vậy. Sư phụ làm được, còn mấy đã làm được. Cho nên đồng tiền của mình hôm nay á, mình để dành cho kiếp sau được. Chỉ có một cái là cái công thức để làm như thế nào thôi. Sau này á, mấy đứa con không có được thờ hình tượng sư phụ. Thí dụ cái thương sư phụ thì để cái hình treo trên tường giống như bạn bè thôi, chỉ thờ mình cha mình thôi, vô dặn hoài. Tại vì mấy đứa nào cũng thờ khắn vô mệt lắm, không có rảnh mà xẹt tới xẹt lui, giàu cho có hàng triệu người cũng không đủ nữa. Nhưng cái núi này nè, sau này nó có nhiều cái dấu chân, nhiều cái sư phụ thì giỏi lắm, mà mấy con á là một cái gì tưởng niệm thôi, vui vui được rồi. Thù thích nhất là gì ta trên núi này thì là ly cà phê ngồi ngắm cảnh với cái bánh bao gói sỏi là đủ rồi, không cần nhiều, ngồi chỗ gần chân thân. Bảo Giang Thiên Tự Sức, đó là lời dẫn trình thôi. Còn kinh thánh của Đức Thầy hay là Sư Giải Bóng Khoai hay là Bổ Đại Truyền Thừa nhiều lắm, nhưng mà có mấy ai rảnh mà để mà chi cứu lại mấy cái đó. Còn những người hiểu về sư phụ á, bây giờ cũng gần đất xa trời hết, hậu thế tụi nó lăn xăng tiền với bạc, nó đâu có nghiên cứu mấy cái đó đâu. Mà chuyện của cha tính nó đi cả hàng nghìn năm, chứ nó không có phải là một ngày hai ngày rồi một tháng như chúng người đời chúng ta sắp xếp. Có ai bây giờ nghĩ được lời sư phụ nói cách đây năm 2018, hôm nay gần năm tháng năm sau chiến tranh khởi phát xuất từ Trung Đông rồi nó lan rộng ra châu, lời còn y nguyên đó. Trên đời này không có ai nói được là nước Mỹ sắp bị chia đôi, ông Trump phải bước xuống nhưng mà vẫn còn giữ thế lực, và đồng thời ông Trump trở về tàu Bạch Ốc, bây giờ cũng chúng ngay bóc, mà trong khi ông bị thương gần 200 vụ kiện, trên đời này chưa bao giờ có chuyện ngẫu nhiên đó. Thì sư phụ cũng nói chúng đúng không, coi đi,
Nhưng mà nói cái thằng cộng sản vô minh á, nó không có hiểu là tại sao hồi đó anh nói ông Trump trúng, bây giờ ông Trump rớt. Tao nói ổng trúng nhưng mà ổng được trúng lòng dân cả thế giới, con có hiểu không? Nhưng mà khi mà họ xuyên tạc, họ cái gì cũng nói. Bây giờ lúc mà thời gian mà Biden ăn cắp lá phiếu, ông Trump cũng được cả quốc hội và cả khối cộng hòa và cả thế giới ủng hộ ổng. Ổng vẫn đứng ở sau lưng, vẫn nắm quyền lực. Con coi kỹ là trong cái chính trị 4 năm ở Mỹ đi. Nhưng mà hôm nay ông quay trở lời tòa bạch ốc. Chú Hụ nhắn tin cho những cái người mà thân chú Hụ á là đừng có bỏ ông Trump, ổng sẽ trở lại. Có ai gan làm kiểu đó? Chú Hụ nhắn tin cho ông David Dương nữa đó. Hỏi ổng đi. Ngay ngày đó luôn á. Rồi chuyện Covid lên, Covid xuống, nước Việt đúng ra chết hàng thứ nhì thế giới. Chú phải xin. Bây giờ nó con mà ông sinh ở nước Việt chết như rã. Mà hôm nay nước Việt chết ít xịu. Rồi cái họ nói sư phụ nó chặt. Mỗi lần mình sinh được á thì họ nói mình nói chặt. Có thấy tức cười không? À, cởi nó, cái đó mà mình không có prove, mình không nói. Thì dân nhân như nghe, nó sắp sửa lấy Ukraine. Lúc trước khi nó đánh Ukraine, sư phụ nói thằng Nga sẽ thua. Ai cũng cười. Thằng Nga nó bự như con voi, Ukraine như con chuột. Mà nói Nga thua. Coi lại mấy clip nó có ngày có giờ. Cuối cùng hiện giờ có thấy Nga thua không? Ai năm mấy đánh trả tới đầu điều tàn. Rồi cái lúc mà nó một đoàn xe tặng của nó vô thành Kiev, chú Hồ cũng xin. Rồi nó làm tự nhiên có bảo tiết á. Vân vân và vân vân muôn trùng thứ thù nói chúng. Chỉ còn một thứ nữa, đó là Biển Đông dậy sóng là xong. Không có ai mà dám lên đây nói là sư phụ là ảo, nói bu vơ, nó không có bu vơ nào, không có bu vơ 5 năm đâu. Cái này nó không phải là mấy kênh channel bình thường, ngôn tiếng gì official hay là và bình thường. Có nguyên cái núi này làm chứng, 500 mẫu. Có cái mặt này nè, cái hãng KNT địa chỉ 39760 Eureka xuống kiếm tôi. Có cả Thiên Long Giang nữa. Không có gì chơi mà lên trên mấy cái này nói cái là cả thế giới. Chỉ có những người người ta cái tâm hờ hợt á, người ta cứ chạy theo cộng hành cộng tỏi mỗi ngày, người ta không có biết chuyện gì xung quanh. Nó cũng y như con gà chạy trong cái chuồng gà vậy đó. Con gà nó cũng chẳng có biết ngày nào chủ của nó bắt nó ra để lột lông đó. Thì chúng sanh Việt Nam bây giờ nó y chang vậy đó. Họ cũng chẳng biết ngày nào họ cũng giống như con gà đó. Giống như hồ cá mà trong nhà hàng vậy đó. Cái loại lăng tăng tưởng là mình ngon lắm. Thì 100 triệu dân Việt Nam cũng vậy đó. Cũng chẳng biết lúc nào người ta bắt ra để mà người ta trong vòng 5-7 phút thành ra món ăn cho một khách hàng. Việt Nam mới chang. Thì lời của thù nói 5 năm nay cực khổ. Họ cũng coi giống vậy. Họ không bao giờ, họ chỉ ngồi phân tách thôi, cũng quản hồ. Bởi vì Đức Thầy có nói, một người chỉ cần nghe một câu thuận là giật mình. Cái bài mà nghe anh nói chuyện giảng đơn, thế nào có bài đó, đọc đó. Nghe anh nói chuyện giảng đơn mà nghe gì như đờn không dây gì đó. Cái này nó không phải là đờn không dây mà là đờn trời á. Nào còn hơi đập nên cho hồn nghe mạnh chút. Những cái sấm cơ, những cái bài thơ được mấy gì á, lâu lâu mấy con phải nhắc lại. Tại vì nhiều lúc mấy cái bài nó hữu hiệu hơn. Chúng sanh họ ngộ lắm.
nghe qua 2-3 ngàn không quên, cần phải nhắc lại. Nó nào đọc đi. Tiếng đờn không dây, nghe anh thuyết pháp giảng đơn, mà nghe trỗi dậy tiếng đờn không dây. Đờn đông hòa lẫn đờn tây, thấm vào tim ốc lòng này xót xa. Thương mình thương hết chúng ma, biết bao đời kiếp rời xa mẹ hiền. Lời này là Phật thánh tiên, mong cầu nhân loại quy nguyên tâm hồn. Đạo sâu sao lại ôm tồn, nhẹ như không khí dập dồn không hay. Nụ cười bí ẩn ngộ thay, cười đây nhắc nhở đắng cay kiếp người. Anh nói chi một phần mười, ai mà đạt đại phước khóc cười lo tu. Người đâu vĩnh kiếp thiên thu, sao không chịu lấy ngọc tù lợi danh. Anh đang biểu diễn thực hành, khí tài khí pháp thiện lành khắp nơi. Việt Nam ôi thật tuyệt vời, con rồng cháu lạc khắp nơi toàn cầu. Rạng danh một bọc mẹ Âu, anh đang nhắc lại có đầu có đuôi. Nhìn anh lắm lúc ngậm ngùi, tôi rưng nước mắt sụp sùi anh ơi. Biết rằng anh giả trống trơn, thi ba la mật đâu cần tôn vinh. Vài câu thơ thỏa lòng mình, tự hào con mẹ phục chinh toàn cầu. Phục chinh lý đạo cao sâu, từ bi trí dũng bắt cầu thăng hoa. Xuất thân tàn cụ xâm xa, trên đầu ba tấc mẹ cha đang chờ. Tri ân anh mấy vần thơ, ơn người dìu dắt qua bờ tử sanh. Anh là minh chứng thực hành, công trình công quả lại dành công phu. Tôi còn mê tối đèn lu, mộ anh là bậc chân tu lưu truyền. Anh là bài toán nhất nguyên, đưa người cầu đạo lên thuyền Long Hoa. Thượng lai đang tới rất gần, Việt Nam hoàn bản rất cần anh ơi. Ước gì tôi được đến chơi, được anh khai ngộ về nơi tiên rồng. Tôi không cần đến thần thông, chỉ mong cảnh sống đại đồng an nhiên. Quý anh tôi nói luyên thuyên, mong anh nói mẹ đợi thuyền tôi lên. Đờn không dây. Hồi xưa thầy hộ cũng nói, sao con những kiếp trước đã tu, đã đắc rồi, ở trên trời rồi, sao không xúc cho con thành một hòa thượng đi, để con dễ dạy chúng sanh. Thì bề trên mới nói, nếu mà hòa thượng thì ở ngoài kia cũng có muôn trùng hòa thượng, người ta thuyết pháp còn hay hơn nữa, nhưng mà ta không có nói lời thật. Còn thầy hộ nói, không có soạn gì hết, nãy giờ nói có soạn, 5 năm nay cũng chẳng soạn. Nói từ tâm, từ cái kinh nghiệm thật sự không ạ. Mà bề trên nói vậy á, để từ từ nước nó thấm đất. Hồi xưa thì mấy vị nói để xương từ từ thấm đất. Cái 5 năm nay cái gì nó bây giờ phải thành nước, chắc để lục luôn mới chưa thấm nữa. Chúng sanh giờ nó chai lì, nó khó thấm lắm. Những giây phút này là giây phút cận kề của sự tử sanh, của để mà vượt qua mỗi thời kỳ khó khăn trong 7 năm lận đận lao đao của quả địa cầu. Hôm nay tháng 3 trời tiết thanh minh, bữa nay cũng cùng là ngay cái lúc mà tiết thanh minh. Thì cái bài của chị của Thánh Mẫu Liễu Hạnh nó có nói đó, là phong linh mở ba màn vậy đó, đột nhiên tràn phan đại khái. Thì có nhật thực nè, có nhiều mặt trời xuất hiện nè, rồi có mưa đá nè xuất hiện nè, rồi ở bên Đài Loan động đất nè, rồi cái đuốc thần nữ do có bị sấm sét không lấy không, con thấy bao nhiêu cái đó. Nhưng mà chúng sanh vẫn không có giật mình, đờn không dây cho nên chắc không nghe tiếng cho nó im. Thôi giờ mình đờn có dây. Ngày xưa cũng vậy, sư tổ là hòa thượng Đế Công, ngài hạ phàm, ngài cũng mang thân người, cũng mặc áo rách rưới, cũng sáng chỉnh chiều xây cặm gà nhai nhai, cho nên bị cả một cái tăng chúng khinh bỉ, coi thường hòa thượng. Mà Bồ Tát mà lại coi thường,
mà ăn bồ câu, mà con bồ câu bị ông thợ nhà bếp giống như ăn dụng cái cánh trước vậy đó, thì tới phiên ông ăn thì ông độ nó đâu có thành Phật được. Cái nào mà vô miệng Bồ Tát thì con đó là thành Phật siêu phải không, còn vô miệng chúng sanh thì nó thành ra cái nghĩa địa của bao tử, hai cái khác nhau, miệng Bồ Tát ăn khác. Vậy mà Hòa Thượng Tế Công cứ bị người ta xỉa xói, cuối cùng ngài cũng bỏ tay với cái thế gian này. Ở Đức Thầy mình cũng vậy, xưa Đức Thầy người ta cũng khi dễ nữa, từ đi vòng vòng Sài Gòn cứ nói ngài là dạng gì đó. Xưa Phật Thích Ca cũng vậy, ngoại đạo cũng thảy gai cho đạp chơi vậy. Rồi thuyết pháp thì không ai nghe, thì đệ tử phải đi thuyết pháp giùm thì người ta nghe. Rồi đến cả cái làng không có cho Phật miếng cơm nữa, Phật phải đói, phải ăn đồ ăn của ngựa đó. Cho nên Phật cũng rất là khổ với chúng sanh, chứ Phật muốn sống nhiêu tuổi với mình mà không được. Rồi thời Chúa Giê-xu cũng vậy, thời Chúa Giê-xu còn khổ hơn. Cái đêm cuối cùng mà Chúa từ biệt đệ tử đó, cũng giống như là gần đây sư phụ có những lời nói để mà sửa mà gửi mấy con á, để qua sàng lọc của núi mình á, cũng nói khéo khéo trước mà tự mấy đứa không để ý. Thời đó Chúa thì ngầu hơn á, 12 đệ tử, ổng lấy nước ổng rửa chân từng đệ tử, rồi còn đi hung chân đệ tử. Trời ơi, sư phụ mà hung chân Ngân, hung chân thầy Trang, hung chân mấy đứa chắc nó không có quậy sư phụ dữ xương nữa, đưa chân vô ôm cho nói nhiều không nghe. Cái đứa này không đệ tử mình không, thời nay nó hơi khó là vì lúc trước mẹ có nói chúng sanh á, là cái này sư phụ có nói, nó là hồi xưa sư tổ là Hòa Thượng Đương Quá, ông có nói ở vào tương lai lúc đó chưa có iPhone nha, chưa có iPad, trong tương lai nhân loại á, là cái này là chất độc của thế gian á, cái điện thoại là chất độc thế gian. Bây giờ mấy con thấy Trang không, con nít á, hậu mít đi chỗ nào vui chỗ nào không biết, mà cái chụp iPad không, trong khi á, mình phải tốn tiền dẫn đi kêu xuống biển hay là cái gì á, nó chơi chút xíu có lợi thôi, lội rồi cũng chụp cái iPad, nó không chất độc là cái gì, giống như ghiền còn hơn ghiền scan mấy đứa nít á. Những lời Phật nói là y chang, bởi vì cái này mà những năm trước mấy vị nói thời nay thù lập đạo khó hơn 2000 năm về trước. 2000 năm về trước không có đạo, thù chỉ đi từ nhóm từ làng này qua làng nọ, kiểu mà thời ngày xưa mà hiền lành hiền quẹo trái quẹo phải tới đi lui vậy mà người ta nghe từ từ ta làm theo. Hôm nay có cái đạo gần mấy tỷ người thế giới là đạo Công giáo, còn thời nay nó có quá trời đạo, cả trăm cả ngàn cái đạo ngoại, rồi thêm cái này nữa, rồi tâm con người nghi kỵ đủ hết. Trong đạo Phật 2000 mấy năm nay cả cùng môn phái cùng thầy cùng chùa vậy mà cũng chống đối với nhau, người thì tin có Phật Bà Nga Âm, người không tin. Chị ruột sư phụ ở cái chùa Mạng Thu Ba nó vậy, sư phụ muốn để tượng Phật Bà Nga Âm đó, bà tu cả đời bà không tin, ngày Tây Tạng là giả, Phật Bà Nga Âm là không có, Phật A Di Đà là không có, Phật Quan Thế Chí là không có, không tin gì hết. Tại vì ở tu theo khắc sĩ, mà trong khi mấy ngày có hiện hữu đúng không? Chùa của sư phụ xây 6 cái chùa mà xin để tượng Phật Bà Nga Âm không cho, nó không có. Trong Phật giáo mình nó đã có như vậy rồi, cái huống hồ chi cái đạo Thiên Tâm chúng ta là cái đạo mới, cái mới nó mới dẹp hết cái cũ được, chứ là cái cũ cũng như không. Bây giờ cái nhà của con á mọt nát hết trơn rồi, đạo Phật là hạ quân này là không còn cái gì luôn, mấy thầy nó ô không cần đốt nhang, cứ ở nhà chuyển ngân cho thầy đi con có cái nhà bự con bán, con ở nhà trò con cúng cho thầy, cái nhà đó là con có phước đó con. Đấy, đúng không? Thì đủ kiểu vậy đó, nó không có thể nó modify được, không có thể sửa chữa được. Thì cái Thiên Tâm mới ra đời mới làm một cái mới,
và cái công thức mới. Còn Phật tử bây giờ con coi, nếu mà Phật tử mà tu mà giảng sanh mà đúng, mà có thiệt, chùa là người trong cuộc sống hai cõi, cõi trời và cõi người, không có chuyện giảng sanh, không bao giờ Phật tử mà thành Phật được. Về trên trời nên nhớ là mình tưởng cái gì nó hiện ra trước mặt. Mình tưởng cái món ăn là nó hiện trước mặt. Mình tưởng tiền là hiện ra tiền. Tại vì chỉ là đời sống là tưởng mà. Vô vi mà. Cho nên mấy bạn đạo của chùa tu chúng chùa mười mấy năm trước lên bàn thờ hết. Ở chùa Phí Minh hiện giờ nè. Khi lên bàn thờ rồi cũng lẫn quẩn trong chùa. Mà lúc còn sống mình không nói. Cả ông phó chủ trì, thầy Linh Nhẫn cũng vậy. Chết cũng không có đi đâu, cũng thành ma ở trong chùa. Mặc áo vàng vòng vòng, lâu lâu cái có người lạ tới ngủ, ông mở ông coi. Nhiều người thấy, ủa có ông áo vàng ngón ngón là hổng. Mà hồi xưa lúc ông sống thì hồi đưa kinh Thiên Tâm cho ông đọc, ông dục mình. Chú thiệt á, thiệt là uổng công á, tôi thương chú á. Đại khái, không có chuyện này, không có thượng đế gì hết trơn á, chỉ có Phật A Di Đà thôi. Mà ông tu rất là tinh tấn, cuối cùng cũng thành ma. Hỏi bảy đi, bảy ngồi đó kìa. Trong chùa mình á là có ma phó chủ trì, có ma bạn đạo, cho nên giờ bảy chung ở chung với ma bạn đạo nhiều. Khi mình sống, cái cách của mình tu kiểu nào không biết, mà lúc mà mình cận tử nghiệp á, cái quan trọng nhất mà mình bị chấp và mình mong cầu để mình được lên bông sen giống như mà lúc họ còn sống theo cái pháp môn tu tịnh độ, khi nó không có rồi á, giờ lúc đó tòa sen không rước, mai là không có tội, cũng là ăn chay cũng là tu á, người đi đâu rước cái bịch lại ngay cái chỗ mình chết thôi chứ đâu có được đi đâu. Còn họ thiên các con á, là hôm nay đọc kinh Liên Tâm lại sám hối nhất vạn tâm với thiên đình, có sư phụ là con của cha, có thể nói là một người cõi trời mà sống, người thường gọi là Bồ Tát sống đi, nó là thiệt. Và đồng thời thù chiếc thân ban đêm được cả ngàn chiếc thân được đó, thù đã đưa nhiều người về trời đây mấy con thấy. Thì giờ chót có sư phụ mình rồi, chỉ đường mình đi. Má của Thảo hay là của Trinh hay là của Trang rồi ạ, thì đó con cũng chứng minh. Thì là hơn mấy Phật tử gấp biết bao nhiêu lần, có phước hơn. Gắn giữ, gắn nắm. Tại vì cái pháp môn này pháp môn ngắn gọn và rất là hữu hiệu trong của thời tận thế chúng ta. Nhớ phải mang dấu thiên tâm. Tại vì nếu không mang dấu á, bằng đi mà đi đâu á, nó không có phát quang ra. Người bình thường phải mang cái dấu hiệu. Thì ở ngoài cái cõi vô hình ta nhìn cho ta thấy. Thấy nó chuyện một lần. Giờ một tiếng rưỡi. Ôi đủ rồi, nói nhiều quá cũng vậy. Tóm tắt lại bữa nay là Biển Đông thế dậy sóng. Trung Đông sắp sửa cũng đánh với Do Thái và Răng phải không? Người núi Thiên Long Sơn từ nay về sau sẽ yên lặng như tờ, không còn sóng gió nữa. Vui vẻ. Tất cả từ nay chỉ có vui chứ không có buồn nữa. Đó là sự biết như vậy. Và sẽ là như vậy. Ok, cũng mệt đây. Xin tạm biệt clip này. Xin chào tất cả các đệ tử Hội Thiên trên thế giới.